Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và mời quý Phật tử an tọa. Rồi, trước nhất là xin được gửi lời chào mừng các Phật tử đến Phật Len. Vậy nói ngược. Chào mừng thầy đến Phật Len Oregon một lần nữa, mặc dù rất là lâu rồi, kêu mà chắc cũng khoảng 5-6 năm. Trước đây thì tại cái chánh điện này, cái giảng đường này, thầy cũng có buổi nói chuyện với các Phật tử. Và nói chuyện cũng trong một cái tình huống là buổi sáng á, thì giảng ở bên chùa Bảo Quang của Vancouver, xong rồi trưa không có kịp ăn cơm, xách theo cơm hộp lên máy bay để bay, nghĩa là qua tới bên này để làm thủ tục rồi vô đây, rồi cái giảng ở đây xong rồi chạy về với Ngọc Sơn giảng thêm một bữa nữa. Hồi đó thầy làm cái đó giống như là đi bán cháo phổi vậy, chạy xô mệt. Bữa nay cũng lặp lại cái chuyện đó nữa, nhưng mà không phải chạy xô, nhưng mà tại vì thời gian nó ít quá, thành ra muốn các Phật tử chỉ có cuối tuần rồi, không biết 5-6 năm gì không có về lại cái Portland Oregon này. Có đi thì đi tới Seattle, tại vì có một cái người chị ruột với lại vài người bà con đó, anh đã sẵn lên đó rồi. Cái Portland thì Oregon nó có một cái khó là xa không xa, gần không gần. Đi xe thì không ai đưa đi, mất 2-3 tiếng đồng hồ. Mà đi máy bay thì nó ngắn quá, leo lên chưa kịp, nóng thì nó lại bắt mình leo xuống, nó mất công nữa. Thành ra vì vậy không có bút cái chuyến bay mà nó gần vậy. Đây là một cái chuyện nhiều khi mình tưởng là dễ mà thành ra khó. Còn những cái chỗ khó thì xa, mình bước một lần mình tới luôn. Còn bây giờ tới Seattle cái nghĩ không biết có nên đi Oregon không, không biết là có ai chở đi không. Mà không ai mà rảnh mà chở mình đi 3-4 tiếng đồng hồ, rồi cũng đi rồi phải chở về, rồi cũng mất công. Do vậy mà hơi lâu rồi mới đến Portland lại. Lần này thì muốn ghé thăm chùa là vì hôm năm ngoái, chắc năm ngoái phải, năm nay, năm ngoái thì Minh Ẩn có mời thầy qua dự một hơi 3-4 cái lễ từ Philadelphia hoặc rồi Dallas, rồi ở đây cũng khởi công không, mà rồi rốt cuộc không có đi được, tại vì đi giảng ở dưới trường hạ, ở dưới San Diego, rồi cứ phải về, rồi bên thầy nó cũng bận. Nói chung mà một mình thì nó cũng có cái khổ, cho nên một mình lo bảy lo ba, lo cao trổ muộn, lo già. Vốn già thì hết duyên rồi mà lo gì, không? Nếu mà già mà nó không hết duyên mà mới lo chứ, đằng này già thì vốn tự nhiên nó là vậy, già thì nó phải hết duyên thôi, cho nên phải lo, nhưng mà lo già hết đi, đi không nổi nữa. Chứ không phải lo già hết duyên. Các vị thấy không? Cho nên hồi còn khỏe, hồi thời hồi chống Pháp, chống Mỹ, chống gì nữa, thứ gì tới chống gậy đi gì nổi, không dắt nhiên nằm tội nghiệp lắm. Phần nửa bên này thành không vô, không nhộm, đi hoài cũng bực. Nói thưa sư phụ, hồi xưa sư phụ quanh, nhưng bây giờ nó liệt. Tội nghiệp. Cụ đi nghĩa là không có ngày nào nghỉ, lúc nào hết nửa năm là ngồi trên máy bay. Bây giờ nửa năm thì nằm một chỗ. Cho nên nhiều khi mình vô rồi cụ buồn, cái cụ cũng khóc thương lắm, nhớ đủ thứ hết, hỏi bên Úc chị nhiều có rồi, nhưng bây giờ nội muốn đi vô cái phòng tắm vô có ấy cũng không được nữa thì làm sao giờ. Cho nên các vị thấy không, cho nên cái đời con người nó cũng có những cái chuyện vậy, cho nên thầy cũng sợ vậy, sợ đến lúc nào cũng cũng là cái bằng hết cái đi nổ, cho nên ráng đi mà chỉ trong vòng có 1-2 tuần mà phải đi tới 5-6 chuyến bay mệt lắm. Cho nên đó là cái yếu tố mà đến thăm các Phật tử với một cái tinh thần rất là hoan hỷ, vì nghĩ rằng dù sao đi nữa là đằng nào thì mình cũng có duyên. Đặc biệt là cái con sư Minh Ẩn này tới từ ngồi làm chùa tới giờ của thầy á, vốn khi mà thầy qua bên nước Úc đầu tiên ở đây 17 năm thì quyết định đặt chân nước Úc và lập đạo tràng á, tại vì cái duyên cũng như là cái chức năng của thầy khi đi học và đi hành đạo, nguyện vọng cho đến bây giờ là hoằng pháp giảng kinh, là như vậy thôi, chỉ một cái duy nhất thôi.
Và do vậy là không có biết thêm cái nghề phụ nào ra. Cho nên nghĩa là ở chùa thầy thì nó khác hết 99% các chùa khác. Tại các vị biết nó khác gì không? Ở bên thầy không biết nào đám ma, không có đám, không thờ cốt, không gây quỷ, không bán đồ ăn, tuyệt đối tất cả đều không. Chỉ có gì rồi nghĩa là tính nghe kinh đi sám hối thôi. Có nhiều người nói sư phụ nói sao kỳ quá, mà thì cái đó có không? Và kể cả các cái thầy, những vị ở bên Mỹ này qua dự những cái lễ của thầy lớn rồi, họ mới ngạc nhiên là từ khi thầy lập cái chùa tới bây giờ thầy ở nước Úc 17 năm nhưng mà không hề gửi một lá thơ nữa. Thầy kỳ nhất là đăng báo là thấy cáo phó rồi. Thầy nói lúc nào mà nghe đăng báo tới tên thầy là cáo phó rồi. Không đăng báo, không có đăng báo. Và không có sướng vậy đó. Cho nên nhiều khi nhiều phật tử vô chùa thầy á, chùa thầy lớn lắm, các vị có dịp đi qua bên đó, một trong những cái chùa đẹp của nước Úc, lớn lắm. Họ hỏi sao mà không làm đâu mà chùa lớn mà đẹp vậy, thì tôi nói là cái đó là của chư thiên mà, của phật tử họ làm mà. Cho nên cái đó nếu một mình thầy á, thì làm không nổi, nhưng mà nhờ phật tử làm. Cho nên như vậy thầy là cái người điều động không thôi. Và thoáng một cái vậy mình mới suy nghĩ rằng cái việc là vì có nhiều người hỏi tại sao thầy không làm mấy cái khác mà thầy phải sinh hoạt vẫn tồn tại và phát triển vậy. Vừa rồi Đài Voa đó, Đài Voa, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có đến, nghĩa là trong lễ 10 năm của thầy dành 15 phút để phỏng vấn, và có hai cái đài truyền hình tới quay. Họ hỏi thầy tại sao có những cái chỗ khác làm mà thầy không làm, mà thấy cái sự phát triển như là đông đảo, như lại tăng ni rồi đến đông, mà phật tử rồi dự an cư cả 200 người mà nó như vậy, sinh hoạt của thầy nó có cái gì đó gọi là bí quyết không? Hỏi thầy có thể tiết lộ được không? Thầy nói nó đâu có gì đâu mà lộ, vì nó không có. Đều thầy chỉ có nói một cái là vì nếu tính ra tỷ lệ ở nước Úc, riêng cái tiểu bang của thầy đó là nó gần 20 mấy, gần 30 cái chùa của người Việt mình. Nhưng mà chùa nào họ cũng làm hết mấy cái đó, cho nên thầy chọn cái chỗ không ai làm hết. Cho nên những người nào mà thế thì tỷ lệ Phật tử, mà những người nào không thích những cái đó thì họ sẽ đi chỗ này. Cho nên là 25 cái chùa chia nhau những cái chuyện nào là phải ấy, phải cúng, phải nói chung gây quỷ bán hết, thì của chùa thầy không có. Cho nên những người nó cái đó mệt quá, không muốn rắc rối tới đây thì tới đây. Chỗ này không có gì hết. Chỗ này không có gì hết. Cho nên nghĩa là cái sinh hoạt của thầy, tức là nếu mình tính chia theo tỷ lệ, không chia theo tỷ lệ thì coi như thầy sẽ chiếm một phần nào đó trong 25 phần đó, mà những người mà không có cái thích đó thì họ sẽ chọn chỗ này. Nếu họ chỉ chọn nghe pháp, chọn lễ sám hối, sám hối của thầy đông lắm, đêm một đêm sám hối từ cả trăm ngoài người sám hối. Vì sám hối của thầy đó là vì cái phương pháp chủ đạo chính, khi họ hỏi rằng cái phương pháp chủ đạo chính của đường lối khất sĩ ở hải ngoại làm cái gì. Tại vì có nhiều thầy lắm, nhiều vị mở chỗ này chỗ kia, nào là theo tịnh độ, niệm Phật, ngồi thiền. Đó ngày xưa cái nguồn gốc của khất sĩ Việt Nam á, là khổ hạnh, phải y bắt chân truyền. Qua đây thì không có đi khất thực được, không có chân truyền được nữa, mà đi xe hơi không à. Cho nên vì vậy không thể thực hiện được cái con đường truyền thống của Phật Tăng ngày xưa. Tuy nhiên mình phải chọn một cái đường hướng, có một cái phương pháp tu tập cho các Phật tử, để các Phật tử có thể nương vào đó để duy trì được cái đường lối của khất sĩ, tức là đạo Phật chân chánh. Thì sau cái thời gian 15 tới 17 năm của Minh Quang á, thì chọn con đường gần nhất và đạt được cái hiệu quả nhất là tất cả các Phật tử không có nhờ ai trơn, phải tự mình tu. Tự mình tu, mà tự mình tu thì không có con đường nào bằng con đường của sám hối á. Sám hối tam nghiệp, sám hối lục căn. Cho nên bắt buộc cái là đệ tử của Minh Quang nha. Và hồi nãy giờ thầy nói nhưng là không biết tại sao cái ông sư nẫn này, ông giống cái tên của thầy, cũng là chọn cái này cũng là Minh Quang. Là sao thầy bao nhiêu năm mà ông vẫn chọn cái này là của Minh Quang, chứ hồi trước ở đây là nó không phải là Minh Quang. Có nhiều người hỏi tại sao là thầy, sao là khi giới thiệu, họ cứ giới thiệu lộn qua Minh Đăng Quang ngoài, thầy nói trời ơi làm ơn cái tên nó lớn lắm. Nói một lần cho rõ, Minh Quang ở Sydney nó tới ba cái cơ sở của khất sĩ của Minh Quang lận. Nhưng mà tại sao thầy chọn Minh Quang? Thì thứ nhất á là vì tên của tổ sư á là Minh Đăng Quang, thành ra để tránh cái tên húy kỵ mà thầy không có dám kêu là Minh Đăng Quang, cái thứ nhất. Thứ hai, sợ rằng kêu cái tên của tổ mà mình làm những chuyện nó không có đúng hết những cái nguyện vọng tâm tư của tổ, hoặc là mình tu hành nó hơi lâu thôi một chút á thì mình tổn đi cái đức, và mình sợ để người ta nói cái Minh Đăng Quang nó tệ vậy đó thì tội nghiệp. Cho nên Nam Mô Di Đà Phật, cho con cắt bớt một chữ, cho con cắt bớt một chữ, cắt bớt một chữ. Vậy lỡ họ mình có tệ á, hoặc là
Phật tử mình nó tu không gì cái nó trời đó, Phật tử thiền viện minh quang vậy vậy đó, nó cũng đỡ hơn cái họ nói đó. Đó mấy cái Phật tử của Tịnh Xá Minh Quang nó tệ vậy đó, thì nó đụng chạm tới cái tên của gì, của sư trưởng của mình, cho nên mình thấy rằng đó cũng là cái là vì con cái làm hư mà cha mẹ gì tổ thầy mất công mang cái dính vào cái ý nghĩ đó, mà thầy mới đặt chọn nó là đặt tên là Minh Quang. Còn mấy công sư này không nghĩ gì thì môi đạo Phật không biết. Chỉ có điều là thầy muốn thưa với các Phật tử là do cái quan niệm vậy á, thì khi người ta hỏi đó, thầy mới trình bày rằng bất cứ cái đường hướng nào tu tập á, là đối với thầy là những người xuất gia đều phải tu theo Phật, khất sĩ vốn không có phân thừa. Và trong kinh Pháp Hoa của Phật nói rằng Phật chỉ thuyết có một nhất thừa mà thôi, tại chúng sinh thân phân biệt sinh tâm, và mình gọi là tiểu là đại, là nam là bắc, là do gì, là do cái phân biệt của con người thôi, chứ Phật không có bắc không có nam. Bởi vậy cho nên chính ngày xưa tổ, một vị tổ nổi tiếng là ai, Lục Tổ Huệ Năng vậy á, khi đến mà cầu đạo thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói nghĩa là ông là mang ghi mọi rợ ở lãnh nam mà làm gì mà muốn cầu làm Phật. Thì Lục Tổ Huệ Năng là lúc đó làm còn làm cư sĩ mà nói một câu chấn động: người có nam có bắc, cái Phật tánh không có bắc mà không có, không có nam. Rõ ràng là vậy thôi, là ngày xưa khi mà tổ chưa thành tổ mà đã tuyên bố một câu như vậy rồi, và câu đó đã chứng minh rằng làm gì có chuyện mà đại, làm gì có tiểu. Và do vậy là đạo Phật là con đường không có phân thừa. Cho nên Đức Phật của mình là một cái vị đạo sư rất là từ bi, và Ngài chưa bao giờ nói rằng ta ra đời để tranh hơn tranh thua, để nói là đạo tu nó lớn hơn đạo nọ, rồi mạnh hơn đạo kia, rồi nói dễ thương hơn này kia. Không có ý để mà lôi cuốn người ta đến cho mình. Bởi vì những người tu theo đạo Phật chân chánh, mình phải hiểu được vấn đề. Vấn đề là gì? Nếu mà người tìm đạo thì đạo chân người chánh, mà đạo đi tìm người thì đạo lợi người danh. Cho nên mình tu làm sao mà nếu mình muốn tìm được Phật, mình muốn tìm đạo á, mình phải hết lòng vì đạo, phát nguyện giống như kinh Sám Hối nói rằng là dù phải chịu muôn ngàn gian khổ cũng quyết lòng vì đạo hy sinh. Thì như vậy lúc đó mình mới đi tìm đạo được. Cho nên ngày xưa đã đi tìm đạo, có nhiều người lên tới Tây Tạng, lên trên non cao. Rồi nếu mà nói theo hình ảnh của Đạt Ma và Thần Quang, là Thần Quang cầu đạo phải đứng suốt đêm, tuyết nó tới ngập tới ngang cái ống chân. Vậy mà Bồ Đề Đạt Ma cũng phải hiện câu: ông chẳng lẽ gì một cái chiếc nhỏ nhỏ vậy mà đứng suốt đêm vậy mà cầu được đạo sao? Cuối cùng Thần Quang phải rút kiếm, kiếm sĩ mà chặt cánh tay dâng lên cầu pháp. Thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma mới quay lại nói chuyện. Tức là rõ ràng là nếu họ cầu đúng nghĩa là cầu đạo á, không phải cạo đầu nha, đúng nghĩa là cầu đạo là sẵn sàng bất kể thân mạng, phải không? Vì đạo giải thoát cho nên vì vậy mà sẵn sàng chặt cánh tay để cầu pháp. Và rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều mình đọc kinh Pháp Hoa là các Bồ Tát họ đốt tay cúng dường, phải không? Và cách đây 50 năm thì Bồ Tát Quảng Đức cũng thiêu thân, vị pháp thiêu thân. Cho nên vì vậy để mình hiểu rằng nếu mình làm đệ tử Phật, mình phải thâm hiểu cái câu nói đó. Tức là người tìm đạo thì phải nói rằng đạo mới gọi là chân, mà người mới chánh. Bởi vì đạo là chân lý, là giác ngộ. Cho nên dù ở đâu, khổ nào, dù mình có vượt biên hoặc đi đâu, mình cũng mang theo cái đạo, mang theo cái Phật ở trong lòng mình, để mình tìm, để mình học, để mình giải thoát, để mình tu hành. Thì cái đó mình là gì? Là đạo đó là đạo chân, mình là người chánh. Nhưng mà lúc nào mà cái đạo mà cái mình mới vừa giờ gửi, nó gõ cửa, nó đẩy cho mình, nó truyền cho mình, nó giao cho mình, nó năn nỉ mình theo. Kể cả thầy nói cho các vị biết là cái mới là mấy ông thầy đi kiếm mình á, hoặc là gửi thơ kêu gọi mình á, thì cái đó là phải coi chừng mình rơi vào con đường, cái chỗ gọi là gì? Là đạo thì vì lợi, người thì vì danh. Lý do là người ta kiếm mình là vì người ta phải có một quyền lợi, vậy người ta mới kiếm chứ. Và mình phải gì, nghĩa là mình đến để mà mình làm gì, hoặc mình donation, hoặc mình cúng dường gì đó, là vì mình phải nói rằng là để vào đó, tôi tên gì đó là vì mình có một chút danh. Có nhiều người còn kỹ lưỡng lắm, viết cái cúng nhiều xong rồi nói thầy làm ơn để vô danh. Vô danh là gì? Quá lớn đi, danh nó quá lớn cho nên nói tới nghe vô danh cái ai nói trời ơi, người nào cúng nhiều quá mà vô danh cái không ai nói, đang mình còn cười. Tôi chứ ai, nhưng mà không nói ra, ta đây chứ ai, nhưng mà mình nói cho nên cái đó là một cách nghĩa là xây dựng hình tượng mà làm như là cái bằng rất là khiêm cung, nhưng mà xây dựng hình tượng bằng một cái
cái dạng, bằng một sắc thái, bằng một kỹ thuật cao cấp hơn. Vậy thôi, để che đậy cái tự ngã của mình. Cho nên chính vì điểm đó mà mình nói rằng vì đạo mình không có lợi, không có danh. Cho nên Phật đến với mình thì các Phật tử đầu tiên là cái con đường và những cái gì của Đức Phật nói là Ngài nói rằng ta ra đời để nghĩa là xây dựng, để giúp đỡ cho những người nào, những cái gì đổ vỡ, những cái gì mà khổ đau, những cái gì mà chúng sanh nó khốn khổ quá, nó muốn thoát khổ, thì Như Lai mới chỉ con đường thoát khổ. Ai muốn thoát khổ thì mới đi theo con đường của Như Lai, chứ không phải là Như Lai mở con đường, chỉ con đường này để so sánh, tranh đua và hơn thua với một con đường khác. Vì vậy mà ta nói nếu người theo đạo Phật phải là viễn ly, phải đi xa, phải thường độc hành, phải thường độc bộ. Và nếu mà nói tu tập cao hơn là phải chọn con đường cô đơn là cửa ngõ của thiên đường. Phải chọn được con đường đó, con đường sống một cách đời sống rất là tĩnh lặng, chứ còn đông vui thì phải hào đó, rắc rối vậy. Nhất là bây giờ mà xúm vô mà làm quá thì ta kêu dùng từ là tám tối ngày, cho nên chịu không nổi, cho nên chuyện gì cũng xảy ra hết. Chính vì vậy mà đạo Phật chân chánh sẽ không có điều đó. Dĩ nhiên là trong cái sinh hoạt cộng đồng mình có thể họp hội, có thể đông, có thể vui, nhưng mà mình phải lấy được cái chủ đạo là do vậy á, là cái đường lối của khất sĩ hải ngoại, hay cái đường lối mà của những người tu hành chân chánh muốn tu á, theo đạo Phật chứ không có theo tông nào cả. Chữ khất sĩ có nghĩa là đạo Phật. Khất sĩ là nguồn gốc của Đức Phật, cho nên Đức Phật ngày xưa gọi là đại khất, khất sĩ. Bởi vì Ngài bỏ hết tất cả, bỏ hết nữa là cung vàng điện ngọc, bỏ hết vợ đẹp con thơ, bỏ luôn cả cha già, rồi bỏ luôn cả thần dân, bỏ luôn ngai vàng, Ngài trở thành một người gì? Sinh ăn, không phải là khất sĩ là gì. Nhưng mà khất sĩ đây tức là cái bằng sinh rồi để gì? Sinh rồi để cho, học đây để rồi dạy. Cho nên đi du hành không có được ở hoài một chỗ một nơi. Và cuối cùng con đường khất sĩ của ngày xưa của Ngài làm gì? Của Ngài là cái bằng con đường đó là con đường sinh chân chánh. Sinh chân chánh là gì? Nghĩa là trong thế giới này á, mình cứ nói rằng mấy khất sĩ là tiểu thừa, hay khất sĩ là tệ lắm, là xấu xí. Nhưng mà thật ra các người biết là khất sĩ là con đường cao thượng nhất. Vì sao vậy? Vì nghĩa là mình chân chánh mà mình mới sinh. Chứ còn có nhiều người không có sinh mà lại giật, mà cướp, mà lừa dối, cái đó mới là đáng gọi là xấu hổ. Còn cái này là mình sinh, nếu mình đi, mình đói, mình không có thức ăn, người ta có thể cúng dường cho mình ăn, ăn xong đủ vừa, mình lại dạy và cho, còn lại là mình cho. Như vậy là mình là một người rất là trung thực, rất là chân chánh. Và nếu nói theo cái ý nghĩa của chí sinh thì nó sâu xa lắm. Cái gì cứ tưởng tượng là Đức Phật là một cái vị như vậy mà Ngài đi sinh là Ngài đã thấy được cái sự sâu xa của nó. Là vì trong đời này không có ai mà không sinh cả. Ngay cả bây giờ mình còn đang sống đi, mình muốn vô quốc tịch thì mình phải làm gì? Phải xin gì? Phải apply. Dùng từ tiếng Anh là phải apply. Apply gì? Kể cả cái phone cũng apply. Kể cả là quốc tịch cũng apply, cái gì cũng apply, chớp cũng apply, cái gì cũng apply. Và thậm chí đối với vợ chồng, con gái, những người yêu thương nhất, mình cũng phải có lời xin lỗi mà. Phải không? Phải xin chứ. Phải xin lỗi. Rồi nghĩa là phải xin người ta bao dung, phải xin người ta tha thứ. Đó là nói về tinh thần. Còn nói nghĩa là về mà cái bằng tình cảm, mình phải có xin sự thương yêu chứ. Nếu mà mình cảm thấy mình cô đơn, mình trống vắng, mình phải xin nghĩa là một người đó nghĩa là quan hoài đến mình chứ. Cho nên mình nói rằng tôi sống một mình không cần ai thương thương không sao. Không ai sống được điều đó cả. Không ai sống được điều đó cả. Mình sống phải có những cái sự lân mẫn, có sự nghĩa là ái mộ, có sự gần gũi một bên. Thì như vậy á, cái con đường mà của Như Lai mở ra, con đường khất sĩ đó rất là chân chánh. Vì vậy mà mình không có thể nào tự hào, hay là mình nói rằng mình là theo học Phật, mình là đệ tử của Phật, mà mình nghĩ rằng mình không phải là khất sĩ. Ăn thì cũng phải xin đó. Lúc mình còn nhỏ mình phải xin cha mẹ cho mình đồ ăn, rồi xin thầy cho mình kiến thức, xin chữ để học, xin chớp để làm đó. Rồi xin nữa là cái bằng tình cảm để có một đời sống vợ chồng à, và xin hiểu biết để được thương yêu, sống dài hơn. Tất cả đều có một sự xin dính liền với nhau. Không ai có thể làm tự mình nói rằng là tôi không cần, cái đó tự tôi có, cái điều không làm được, phải xin. Thì đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật gọi là đại khất sĩ. Thì như vậy khi mình ra bên thế giới bên ngoài rồi mình sẽ làm cái gì đây? Minh quang của Úc Châu sẽ làm cái gì? Thì các vị biết là Minh quang trả lời rằng vì con đường của đạo Phật là con đường chân chánh, con đường mà không cầu danh, không cầu lợi. Người đến với đạo là gì gì? Người đến với đạo chân chánh là người đó phải là cái bằng con hết lòng vì đạo hy sinh. Mà vì con người có quá nhiều phàm phu, có quá nhiều tự ngã, có quá nhiều chướng duyên, cho nên muốn học bất cứ pháp môn nào, dù là thiền, dù là tịnh độ, là niệm Phật, là mật tông, là giữ giới,
các Phật tử cũng phải đi con đường đầu tiên là việc thanh tẩy con người của mình, đó là con đường sám hối. Cho nên Minh Quang chọn con đường là lấy sám hối làm phương châm tu tập. Là vì các vị thấy rằng là mình cúng dường, mình làm gì thì mình cũng nhờ hết. Cho nên đó là gửi cúng dường nó nhờ thầy, thầy hỏi cúng dường làm gì, nói dạ cái này là con muốn hồi hướng cho mẹ, cho cha, muốn phóng sanh cũng xin, nghĩa là để giúp cho con cái hết bệnh, rồi muốn làm gì cũng nghĩa là hồi hướng, à, mong được cái gì gì đó. Tức là có một sự gì vay, có một sự trả, có một sự đền. Thi ân mà cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu mưu đồ. Cho nên có nhiều người thấy ngồi yên lặng ngon lành, nhưng mà yên lặng yên hay im im không phải là tu. Im im có nghĩa là âm mưu một cái chuyện gì đây. Lặng yên không phải là tu, phải coi chừng đó. Lặng yên là đang chuẩn bị âm mưu một cái chuyện gì đó. Cho nên vì vậy ở đây đó là mình xin đó, là nếu mà mình còn cái ước mưu đồ là rõ ràng là mình đã tính toán. Mà tính toán là nó đâu có còn là chân lý, nó đâu là công bằng, nó đâu phải là cái phần hết sức thiện tâm mình nữa. Cho nên vì vậy mà Minh Quang của Sĩ Ni không có dám làm những chuyện đó. Là vì ngay cả việc mà nếu mà đây là chỉ xin lỗi, chỉ nói Minh Quang Sĩ Ni thôi. Tại vì nếu mà làm những việc đó thì sợ rằng các Phật tử làm mà không có hết ý. Cho nên thà rằng các Phật tử khi nào muốn cúng chùa, con cúng một đồng thôi, nhưng mà cái sức khả năng con trọn vẹn cũng muốn cúng cho chùa. Nhưng mà Minh Quang không có làm đồ cho các Phật tử, xong rồi nghĩa là ăn xong rồi khen ngon khen dở, còn dư một hai đồng để lấy tiền bỏ vô chùa, Minh Quang sẽ không có làm. Minh Quang dứt khoát không làm điều đó. Và điều thứ hai nữa là Minh Quang muốn các Phật tử phải làm thế nào, tu hành thế nào để thấy rằng nghĩa là cái chùa và tất cả các sự nghiệp là của Phật tử. Cho nên mình phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả tâm nguyện để mình làm. Và khi mình thành kính như vậy thì cái công đức đó nó mới trọn vẹn, chứ mình không hề xuyên qua một con đường khác. Không hề xuyên qua một con đường khác. Vì một mai là cái nền tảng này là đạo học, một mai cái nền tảng này sẽ là gì? Là cái đường truyền trì của Phật Pháp, là nơi che chở của hồn dân tộc. Cho nên nó phải mang cái tính thiêng liêng của nó. Vì vậy không có dụng chuyện khác. Khi mà thầy làm cái chùa thì có một cái công ty gọi là đánh bài á, dư tiền dữ lắm, gọi là casino. Nó nói rằng nếu mình làm chùa mà có hội có tên, rồi mình apply đầy đủ có bản vẽ và chứng thực là hội, nghĩa là non rồi phía trời, thì nó sẽ lấy cái tiền lời của mỗi năm người ta bài bạc, rồi sẽ cho mình từ 300.000 tới 500.000 apply đầy đủ. Minh Quang không làm. Tại vì nếu cái chùa làm lên bởi bằng những tiền mà biết bao nhiêu người đã hy sinh, đã đổ máu và nước mắt trong nó, bị lường gạt để rồi lấy cái tiền lời để làm cái chùa, thì cái chùa mất đi cái ý nghĩa của nó. Minh Quang không có làm. Minh Quang anh hùng rơm vậy đó. Anh hùng rơm thiệt. Nhưng mà vì rõ ràng chính vì vậy mà những người học trò của Minh Quang họ sẽ làm hết sức. Họ nghĩ rằng mình làm đúng, thấy không? Từ chối chuyện đó là đúng, không nhận là đúng. Cho nên vì vậy mà phần của tụi con sẽ ráng lo cái công chuyện đó. Bởi vì cái này là cái của tụi con làm mà chân chánh. Không có phải gì vấn đề nữa là tại vì nữa là ai đó gì nghĩa là mua một ít đồ ăn hay gì đó mà nghĩa là còn dư tiền đó để lấy làm chùa. Không, và không nhận cái đó. Nếu ai muốn đến cũng một đồng hai đồng nhận, nhưng không có vấn đề xuyên qua một con đường khác để tạo thành sự nghiệp cho Minh Quang. Do vậy mà thầy muốn thưa với các vị rằng nếu là những người tu theo Phật, mình phải có một hệ thống tổ chức để mình tu hành, và cái cách tu hành để hành xử đúng nhất là vì mọi thứ gì mình cũng nhờ Phật, cũng cầu Bồ Tát, và kể cả nghĩa là khoán trắng cho thầy, xin nhờ sư phụ làm chuyện này sư phụ chuyện kia, thậm chí nghĩa là cái bằng hồi hướng công đức để tu dùm. Không, đằng này Minh Quang lập ra một quy định rằng tất cả các Phật tử phải tự tu. Nếu ai thấy mình có lỗi phải sám hối, phải ăn năn. Trong buổi sám hối ăn năn sẽ được thuyết giảng, sẽ được trình bày nói rất là rõ ràng. Thầy không phải là người chỉ dạy mà thầy là người chia sẻ thôi. Thầy không phải là đạo sư ép người ta phải nhận một vấn đề, mà chỉ muốn trình bày một thao thức để các vị tự về thao thức lấy tìm lại cái nguyên thủy của mình. Thấy tốt thì làm, thấy không vừa ý có quyền bỏ qua, nhưng phải tự mình tự sám hối, phải tự mình đổ mồ hôi, và mình cảm nhận được rằng có người mình nó tự ngã mình, nó mềm lần. Khi nào mà lỗi lầm mình hết rồi thì lúc đó mình mới dấn thân vào con đường của tu tập. Chọn pháp môn nào cũng được, không cấm, nhưng đầu tiên phải sám hối, phải biết ăn năn. Và mỗi lần sám hối như vậy đó, thì mình thấy con người mình có thay đổi. Nếu cái Phật tử nào mà duy trì 5 năm, 10 năm không có bỏ ngày sám hối, là mình thấy là tính tâm của mình nó mạnh lắm. Không có vì trời lạnh, không có vì đi đám cưới, không bất cứ chuyện gì, mỗi tháng mà người nào trong vòng 24 lần sám hối vẫn không bỏ ngày nào, thì sẽ được gì? Tán dương công đức
nói rằng đây là một Phật tử chân chánh. Tại vì không vì lý do gì đó, tu không có vì nhân, vì nhị, không có bởi, không có tại, không có phải là họ đổ. Cho nên vì vậy đúng ngày là sám hối, mà không phải sám hối là ngồi không thôi, phải đứng lên quỳ xuống, đứng lên quỳ xuống 100, 108 lần như vậy. Và sự tâm nghiệm mình, mồ hôi mình nó đổ ra vậy, để mình cảm nhận được rằng con người mình nó từ cứng nó trở thành nhu nhuyễn mềm lại lần, từ cương cường, từ nghĩa là nhìn ông Phật bằng một cặp mắt nào đó, nhìn ông sư bằng cặp mắt đó, bây giờ nghĩa là tự mình lại Phật, để mình cảm nhận được rằng con đây cũng tầm thường, con đây cũng bệnh hoạn, con đây cũng lôi thôi. Cho nên vì vậy mà bây giờ con phải tắm rửa đó. Vì vậy tự mình sám hối, không ai sám hối giùm mình hết trơn á, thấy không? Bởi vì sám hối tức là ăn năn chừa lỗi và tinh cần tu học, chứ đâu có nhờ nghĩa là thầy sám hối giùm được, đâu có nhờ là ông tu ông đất, bà tu bà đất chứ. Chứ đâu có mà kêu bằng là tu đâu cho thiếp tu trùng cùng mai sau thành Phật ngồi chung một bàn, cái chuyện đó xưa rồi diễm, không có. Chuyện đó không có. Chuyện gì có vụ mà tu chung rồi nghĩa là mai mốt thành Phật ngồi bàn đâu mà chịu nổi, nó gãi chết á. Phật có một mình thôi. Phật có một mình thôi, phải không? Phật chỉ có một mình thôi. Cho nên vì vậy đó là tuyệt đối ai tu thì nảy đất. Cho nên hãy chồng hay vợ gì đều đi chung, mà bệnh hoạn người nào ở nhà thì coi như là trừ điểm. Vì lý do sao? Là mình không đủ tinh cần thì tự mình trừ điểm, tức là tự mình bị mất một phần công đức của mình. Còn vợ tu cứ tiếp tục, chứ không có nói rằng ở bữa nay tại vì anh mệt anh làm biếng thôi, tôi lại thế giùm. Không có đâu, ai ăn nấy no chứ đâu có lại thế giùm được, không? Đó, thì khi mình sám hối ra rồi mình mới thấy được cái giá trị rằng nếu mình đào sâu cuốc mẫm để cho cái mảnh đất tâm mình nó mềm lại, mình mới thấy được những cái gọi là trong thời xưa người ta nói rằng một mai biết được đường đi cũ mới biết từ xưa mọi việc lầm. Nếu mà lúc nào mình trần tĩnh, mình sám hối ăn năn rồi, mình thấy clear đó, tức là rõ ràng rồi đó, thì mình biết rằng ngày xưa mình làm nhiều việc tội lắm, nhiều việc lỗi lầm lắm, nhưng mà vì vô minh, vì tham ái, vì một chút nào đó tự ngã, vì một chút nào đó gọi là cái bằng mặt mũi, gọi là diện mạo của mình, mà mình từ chối, mình không có dám đứng ra nói lên sự thật. Bây giờ tự mình lại Phật sám hối. Nhưng mà nếu mà lỡ mình mất cỡ đó thì cũng làm ơn nó nhỏ nhỏ, nói Phật ơi con chỉ muốn nói với Ngài nghe thôi, lỗi con nhiều lắm. Đó, mình được quyền nói, mình được quyền thì thầm, nhưng mà ít ra mình cũng còn một chút nào đó gọi là gì, một chút nào đó nhân bản, một chút nào đó gọi là lương tri. Vì mình biết được lỗi mình thì mình có cơ hội thay đổi, mình có cơ hội làm lại. Chứ còn cái này là mình không chịu sám hối, mình không có biết được lỗi mình, cho nên vì vậy mình cứ tiếp tục làm hoài, nó cứ điệp khúc nó lặp lại lặp hoài, là coi như con người mình hết xài, không có sửa được, bắt buộc. Cho nên cái con đường đầu tiên mà để trở thành một những người Phật tử chân chánh là phải sám hối. Sám hối gì? Sám hối tam nghiệp, sám hối sáu căn. Không phải các Phật tử đâu, kể cả những người xuất gia, những người tu hành họ cũng phải sám hối. Mấy người tu họ tội nhiều lắm, chứ không phải là tu là họ không có tội. Vì cái vai trò, cái trách nhiệm của họ không làm tròn thì tội họ sẽ nhiều, nhiều hơn. Và khi họ ý y đó, họ ở trong một vai trò nào đó thì những cái lỗi lầm của họ nó sẽ chồng chất nhiều hơn. Chứ không phải là nói rằng những người tu là nó thánh thiện mà nó không có phạm lỗi. Đó là một sự sai lầm lớn. Chính những người tu, vì họ tu mà vì họ biết tu, họ trở thành người tu thì họ phải sửa, họ phải sám hối nhiều hơn. Bắt buộc là như vậy. Nếu một cái người tín đồ Phật tử là vì lý do là vì họ vẫn còn hạn hẹp, họ vẫn còn hạn chế vì gia đình, vì sự nghiệp và cuộc sống của họ, cho nên đôi khi họ còn che giấu những lỗi lầm của họ. Nhưng những người tu là những người không dính những chuyện đó, cho nên bắt buộc người tu phải trần tình rõ ràng. Mà nếu mà mình không trần tình rõ ràng thì lỗi lầm mình nhiều hơn. Vậy thôi. Giống như là trước tòa vậy đó, nếu mà mình vô tình hoặc vì mình có những lý do để mà mình phạm lỗi, tòa có thể tha thứ. Nhưng mà người này là các người không có lý do phạm lỗi thì không được sửa lỗi, thì coi như lỗi đó phải quy trách nhiệm, phải nặng nề hơn. Cho nên những người xuất gia là những người phải sám hối nhiều lắm. Và tất cả các Bồ Tát, khi các vị thấy rằng khi mình đọc quyển kinh đầu tiên là cái phần đầu tiên là cái phần sám hối, sám hối tam nghiệp trước mình mới tụng kinh. Nếu bây giờ mình mở một quyển kinh Pháp Hoa, mình đọc cái phần sám hối rất là sâu mà rất là hay. Chúng con từ vô thủy đến nay sáu căn che mù ba nghiệp tối tâm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Vì nhân duyên đó mà trôi mãi trong vòng sinh tử, lại qua các đường dữ, làm tất cả các việc. Cho nên trong cảnh thanh tịnh mà sanh ô nhiễm, trong cảnh nghĩa là giải thoát mà lại sanh ràng buộc. Ai ràng buộc mình? Nhưng mà con đây đang ở trong cảnh giải thoát mà con ràng buộc. Bởi vì sao vậy?
là vì con ham, vì con muốn, vì con mê, vì con sỉnh. Chính vì vậy mà trong cảnh giải thoát con xin ràng buộc, nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn phụng đối trước Đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà chí thành sám hối. Trời, cái lời văn nó tha thiết mà nó hay. Mình đọc mình mới thấy rằng là tất cả ngày xưa là những vị tổ họ đã chuẩn bị cho mình để mình có đủ dũng khí, có đủ lời lẽ và đủ tâm niệm để mình sám hối. Thế thiệt ra có nhiều người nói sám hối con đâu có biết gì, con đâu có tội gì đâu. Trời ơi, nó sạch ghê gớm vậy đó. Nó nổ mà nghĩa là nói thấy rồi không có tội. Có nhiều người nói tội gì mà sám hối. Kêu đi sám hối tại vì không phải tội gì sám hối mà nó nhiều tội quá, không biết tội rồi để sám hối cho nên mới nói. Nó nhiều thiệt là nhiều vậy đó. Đức Phật đó, trong đời này chỉ có hai hạng người cao thượng. Một hạng không bao giờ phạm lỗi thì người đó đã được gọi thánh nhân từ lâu rồi. Hạng thứ hai nữa là hạng phạm lỗi mà biết sám hối, ta mới gọi là người cao quý. Chỉ có hai hạng thôi. Bây giờ mình lọt hạng nào giờ? Thế rõ ràng là mình không phải thánh nhân, mình là còn phàm phu, mình còn nghĩa là cái ở ngoài ta nói mình là tục tử nữa mà. Phàm phu tục tử thì làm sao mình dám vỗ ngực xưng danh là mình thánh nhân? Nhân vô thập toàn làm gì mà dám gọi là thánh nhân? Rõ ràng là cái bước thứ nhất mình không cái có. Bước thứ hai là những người phạm lỗi mà biết sám hối, biết ăn năn. Đó, Đức Phật nói rằng hai hạng người đó được gọi là hạng người cao quý. Thì chắc chắn thầy tin rằng các Phật tử sẽ nằm trong hai hạng đó, chẳng lẽ có hạng thứ ba đâu? Không, không có hạng thứ ba. Hạng mà ở giữa thì không có. Không có. Cho nên vì vậy mà mình sẽ chọn cái hạng thứ hai. Cho nên con xin vâng lời Đức Thế Tôn, cho con được sám hối, cho con được nghĩa là tự nhận được lỗi lầm của mình, và cho con được phấn đấu ăn năn để con sẽ trở thành người cao quý. Như vậy thì Đức Phật nói rằng mình là hạng thứ hai, vẫn được gọi là cao quý. Như vậy thì tất cả những người xuất gia và những người theo Phật và những người được gọi đi vào con đường chân chánh của Phật Pháp là mình phải sám hối. Giống như là nếu mình muốn dùng một miếng vải, nếu như mình muốn dùng một cái gì đó mà cái vật nào đó để mình sử dụng cho nó trông nó sáng nó đẹp á, thì mình phải có một thời gian ngâm vào cái loại thuốc tẩy, thanh tẩy nó. Giống như là cái bằng đồ mình nó dơ quá, nó dính đủ thứ nào là bụi trần, sình lầy, dầu nhớ. Mình phải bỏ vào một chất dung dịch nào đó, ngâm nó một thời gian. Đó, tức là phải ăn năn, phải hối hận một thời gian. Bỏ vào cái máy, rồi nghĩa là phải giật tới, giật lui, giật nhiều lần vậy để nó tẩy hết những cái chất dơ ra. Mình mới lấy miếng vải đó, mình dùng cho nó chính xác và tốt. Sám hối, cái công thức nó là như vậy. Nếu mình muốn tu tất cả con đường nào để về từ thiền, từ tịnh, hay là từ niệm Phật, hay là từ nghĩa là cái bằng mật tông, mà nếu mà các Phật tử không sám hối á, là không bao giờ đạt được sự thanh tịnh cả. Đây là con đường chắc chắn là như vậy. Tại vì nếu mà các vị không sám hối á, là khi mình vừa ngồi thiền, mình vừa bắt đầu vào thiền á, là tất cả các cái nghiệp trần của mình sẽ xuất hiện. Những cái dây mơ, rễ má, những cái gì mà hồi đó mình đã tạo và là khổ đau cho người, kể cả những tình cảm, những ân ái, những gì quyến luyến đó, bắt đầu nó xuất hiện, nó tạo thành một cái loại ma chướng, không thể nào thanh tịnh được hết. Cho nên thiền nào cũng không có đắc, mà chỉ còn thiền ra khơi mà thôi. Ngồi nhiều rồi ngủ thôi, chứ không bao giờ đạt được cái mà tỉnh giác cả. Hả thiệt, các vị thấy không? Mấy Phật tử ngồi thiền thấy thương lắm. Ngồi một lát cái gì nè, hand over. Yên quá rồi, nó êm quá rồi. Cho nên cái là mệt mỏi cả ngày rồi. Bây giờ vô cái trời ơi, ngồi thiền tưởng sao, ngồi trước ông Phật cái bắt đầu ngồi mơ mơ màng màng, ráng nhớ, hưng nghĩ gì cái bắt đầu tự nhiên nó hand over. Cái lắc tới lắc lui giống như là bắt đầu chuẩn bị lên đồng vậy. Thấy thương. Thầy dòm này nói này là Phật niệm là bắt đầu thiền ra khơi. Nói, ôi sao ra khơi? Bởi vì sóng đánh rồi, sóng đánh tàu lắc lư. Tàu lắc lư cho nên là có cái bài hát vậy đó. Thiền xưa nổi sóng không? Lắc lư con tàu đêm. Này là lắc lư rõ ràng. Trời, có nhiều người ngồi đến nỗi mà nó nghiêng gần ngã luôn. Mà may là nhờ ngồi kiết già cho nên giật mình vậy. Mà tưởng sao tỉnh là không, 3 phút sau bắt tiếp tục nghiêng nữa. Đó. Là vì lý do tại sao? Là vì chính bản thân mình chưa có sám hối, chưa có trong sạch, chưa có thanh tịnh. Cho nên những cái thùy miên, những cái phiền não, những cái tác hại, nó sẽ tấn công trong lúc mình thiền định. Niệm Phật cũng vậy. Mình không thể nhất tâm chân chánh là gì? Có những cái gì đó mình gọi là hối tiếc, có những gì đó ăn năn, và có những cái lỗi lầm nào đó, nó kín ở trong lòng mình, không ai biết hết. Có nhiều người nói rằng mình không có tội, hoặc là mình làm việc không ai biết. Nhưng mình thưa với các vị là chưa có người nào mà biết hết được người nào cả. Nhiều người nói là ở vợ chồng mấy chục năm mà sao không biết. Trời ơi, ông cố nội cũng không biết nữa chứ vợ chồng. Làm gì mà biết được chuyện. Mỗi người đều có một chỗ kín, không người nào có thể thấy được hết. Kể cả Phật mà còn nói mà, Ngài nói rằng Như Lai có thể nghĩa là độ tận, nghĩa là thấy được tất cả tâm chúng sanh. Nhưng mà cái thế giới của nghiệp và những cái chỗ của nghiệp cá nhân, Như Lai chịu thua luôn.
Phật cũng chịu thua chứ đừng nói tới ai. Bởi vì chúng sanh nó có những cái niềm đau, có những cái gì đó nó giấu kín, có những riêng tư, là vợ là chồng gì nó cũng có những cái chỗ riêng tư, không bao giờ nó hết được. Nó thật lòng với nhau mà nó tìm hiểu, trời ơi làm gì mà tìm hiểu được. Suốt một đời, nhiều đời tìm cũng không hết, hiểu cũng không hết, cái đó nói thật. Bởi vì các vị thấy rằng bản thân khi mà thầy lên sám hối, thầy cũng vậy, thầy nói rằng là chỉ dám nói với Phật và chỉ nhìn giám Phật thôi, chứ thiệt ra mình chưa bao giờ dám nói hết những cái gì của mình với đại chúng, là của đệ tử mình. Trời ơi, chẳng lẽ là sư phụ hay là thầy mà tụi con không biết, làm gì nó biết, bộ nói là ông Phật sao? Ông Phật cũng không biết nữa, ông biết ông cũng im mà. Ông biết ông cũng đâu nói tiếng nào, ông biết ông còn không nói tiếng nào, huống hồ gì làm sao mà đệ tử mình nó biết được. Cho nên ông thầy nào cũng có những chỗ thiệt tình mà nói nghe. Nếu mà đệ tử mình đã thấy nó biết hết rồi, ông không làm ông thầy nữa, ông không ngồi đó nữa. Thật sự là vậy. Nếu Phật tử thấy hết được tấm lòng của một người thầy thì ông chỉ có chui xuống đất thôi, chỉ có chui xuống đất thôi, không còn con đường nào. Thì ngược lại cũng vậy, ông không thể nào thấy hết được cái tấm lòng của từng cá nhân của Phật tử được trơn. Bởi vì thế giới của chúng sanh nó phức tạp vô cùng. Đức Phật xác định một câu là rắc rối thay là loài người, đơn giản thay là loài thú. Con chó con mèo thì dễ lắm, nó buồn nó vui nó giận cắn ào ào vậy thôi. Nhưng con người không phải là vậy. Con người chứa trong, nghĩa là tim tỷ can ngày xưa nó chín lỗ, chuyện nhỏ. Bây giờ người ta được điện tử nghe, trời ơi thôi ở trong nó rắc rối vô cùng. Vì nó không phải một đời mà vô lượng kiếp sinh tử, cho nên vì vậy cái tâm lý của con người đó là trong trừng trát na sinh diệt nó biến đổi, mình còn không thể nào hiểu được mình là ai. Cho nên nhiều khi mình nói với ai mà nói rằng, nói với thầy, nói với sư phụ, nói rằng con mà con không hiểu con là nó sao? Thầy không hiểu con là đúng, nhưng mà con chẳng lẽ con hiểu con không? Xưa nữa rồi, làm gì hiểu được mình. Chính mình đây một chút xíu là nó đã thay đổi rồi, do hoàn cảnh do này kia nó đã đổi, nó đổi liên tục, đổi còn hơn cả một cái diễn viên của màn kịch. Diễn viên màn kịch cũng phải có thời gian, còn mình không có thời gian. Nó tích tắc là đổi, tích tắc là đổi. Trong con người một tích tắc, tức là một second hay gọi là một sát na, có 99.000 lần sinh diệt. Thì các vị cứ tưởng tượng là nó 99.000 lần sinh diệt, là nó sinh diệt cỡ nào, nó thay đổi cỡ nào, làm sao mình hiểu được mình. Vì vậy mà Đức Phật có tuyên bố một câu trong kinh không thể nào thay đổi: các ngươi đừng bao giờ tin ở chính bản thân mình cho đến khi nào chứng được A-la-hán. Chứng A-la-hán nha, chứ còn những cái quả mà gọi là cái bằng ba cái quả kế là gì? Là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm cũng chưa tin được mình. Tại vì gì? Còn có nghĩa là vô minh, còn có kiết sử, còn có trần sa hoặc, còn có vô minh hoặc che giấu ở trong đó. Nó giống như những cái con ngủ ngầm mà cái bằng hoàn toàn chưa bao giờ thấy đâu, cho đến lúc thời điểm nào cần là nó xuất hiện. Chứng tới A-na-hàm tức là gì? Là thất lai, là nhất lai, là lên những tầng trời mà chỉ có bảy lần hoặc một lần xuống thế gian này là thành A-la-hán, mà vẫn chưa tin ở mình được. Thì các vị cứ tưởng mình làm gì mà mình tin mình. Cho nên vì vậy phải sám hối thôi. Cứ việc lại Phật nói rằng con biết con lắm, con biết con người của con nó phàm phu, nó tội lỗi, nó lỗi lầm lắm, nó trời ơi đất hỡi lắm. Giờ mới ngồi có sạch sẽ, có ngon lành vậy, nhưng mà thiệt đồ giả không ạ? Nó vậy đó. Nó giả không phải là cái đồ của con giả, nhưng mà chính tâm niệm, chính ý niệm con nó cũng giả nữa. Cho nên nghĩa là con xin sám hối với Ngài. Thì nhiều khi con tinh tấn, con ăn năn, con muốn đi chùa, nhưng mà rồi chỉ vì một chuyện gì đó nó làm cho con thay đổi, nó đổi ý rồi. Đó như vậy đó. Cho nên, nhưng mà được một cái là các vị biết là Phật là gì? Rất là từ bi, nên Phật biết chúng sanh. Phật nhìn xuống không nói tiếng nào nhưng biết hết. Cho nên các vị nhìn kỹ, Phật nào cũng ngồi mỉm cười, ông cười là ông biết hết. Ông biết hết ý của mình, ông biết hết tâm của mình. Và ít ra là ông biết là những cái mà mình gọi là giả đó, ông biết. Chỉ có ông nói thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là còn là chúng sanh mà chưa đủ giác ngộ, chưa đủ chín mùi để trở thành bậc toàn giác. Cho nên vì vậy nó vẫn còn làm chúng sanh. Nhưng mà được một cái chúng sanh này cũng dễ thương. Là vì sao vậy? Nó biết ăn năn, nó cũng còn biết sám hối, nó còn biết nhận lỗi, nó còn biết xin. Vì sao vậy? Vì nó tự nhận được cái năng lực, cái yếu kém. Giống trong kinh Pháp Hoa nói rằng đứa con nó chạy về nhà của cha nó rồi, nó thấy cha nó ngồi xa, trời ơi sao mà cao quý quá vậy nè. Rồi cái đó giờ nó dòm lại thân phận nó, nào là bụi, nào là bậm, là mặc áo quần dơ nó thôi. Mình chắc là đầy tớ, mình là chắc là làm cu ly, mình là làm nghĩa là mấy homeless này kia thôi, con đứng xa xa. Người cha thấy đây là con ruột của mình, cho người ta rượt theo bắt, trời ơi rượt theo nó sợ tưởng bị bắt ở tù, chạy luôn. Đến dần đè nó xuống rồi, nó vẫn dùng vậy, nó trời ơi đừng có giết tôi, đừng có nghĩa là hãm hại tôi. Thì lúc đó người cha mới biết rằng con mình cái tánh vì lâu quá mình bị hạ liệt. Tức là chúng sanh mình cái tánh nó hạ liệt rồi, nó thấp rồi. Nó bị trần, nó nhiễm quá rồi.
Nó gọi là nó bị sắc, nó làm cho nhiễm rồi, nó làm cho xỉn rồi, nó bị say mê rồi. Nó bị nghĩa là đi vào những con đường mà cái bằng không phải một ngày, một tháng, một năm mà phải nhiều đời mới tịnh tẩy được. Cho nên vì vậy mà vị cha rất là thương yêu con. Nói thôi tao không có bắt mày nữa đâu, thôi tao kệ cho ở nhà tao đi, bây giờ coi như con thôi. Bây giờ ở ngoài xó bếp, ở chuồng heo, làm nghĩa là cu ly. Vậy nó chịu, nó nói vậy là tốt lắm rồi, mừng lắm rồi. Nhưng mà thực ra mình là con ruột. Mình có khả năng giác ngộ, mình có khả năng thành Phật, nhưng mà bây giờ mình tự nhận mình là gì, mình quá tệ. Cho nên bụi trần nó dính đầy của người mình hết trơn. Đây là một ý nghĩa rất là cao thượng của Kinh Pháp Hoa. Do vậy các Phật tử thấy rằng chúng ta nếu mà mình chọn được con đường Pháp tu của Minh Quang là gì? Là con đường chân chánh, là người ta phải sám hối, phải thanh tịnh rồi, rồi các vị mới chọn một con đường tu, dù các vị có niệm Phật. Lúc đó thì ma nó không khảo, nó không có làm cho mình mệt mỏi. Các cái trần cảnh, các cái tạp niệm nó không có quấy nhiễu mình. Tại vì sao vậy? Vì lúc đó ít ra là mình cũng đã thanh tịnh rồi. Những vị mà tỳ kheo ngày xưa, mỗi lần buổi sáng họ đọc giới rồi là trước khi đọc giới họ phải sám hối. Hỏi một câu rằng ai đó đã trong sạch chưa mới được quyền ngồi ở lại nghe giới. Nếu một người nói rằng con chưa trong sạch, con chưa sám hối, đi ra. Đến nỗi hầu thờ Phật có nhiều ông tỳ kheo, ông ngồi đó rồi cái là hỏi rằng trong đây có ai phạm giới hay là có ai làm điều gì không đúng rồi đâu. Cái cũng lầm lơ. Đức Phật kêu ngày một người lên xuống nắm lượm cổ ổng bỏ ra ngoài. Nói rất rõ ràng, hồi thời Phật đã có những người như vậy rồi. Huống hồ bây giờ 2557 năm về trước, hồi thời Phật còn tại thế đã có những vị tỳ kheo trong tăng đoàn phạm luật phạm giới, nhưng mà khi tụng giới nói rằng ngồi yên trong sạch. Bởi vì bây giờ mình thiếu gì, người mà nói rằng con có tội gì đâu mà kêu đi sám hối, vì con quá nhiều tội và không biết tội của con đó, chứ không phải là không có tội. Còn những vị tỳ kheo đó, họ nếu mà họ không biết tội thì Đức Phật nói rằng kêu ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên hãy tới kêu vị đó ra khỏi hội chúng, rồi mới bắt đầu đọc giới. Trong chúng đây không còn người phạm luật mới được quyền nghe giới. Bởi vì giới là gì? Giới là trong sạch, là thanh tịnh, giống như là nước biển không bao giờ chứa tử thi. Nếu mà xác chết ở dưới bị cá ăn không có thì biển sẽ đưa vào bờ. Nó rất là rõ ràng là như vậy. Cho nên do đó cái phương pháp tu hành các Phật tử bây giờ mình phải chọn con đường phải sám hối thôi. Tại vì mình đâu có làm gì được nữa. Cái gì mình cũng nhờ, cúng mình cũng nhờ, làm phước mình cũng phải nhờ. Tại vì mình cầu phước cho nên vì vậy mình mới làm phước, rồi mình cúng, rồi làm công quả. Tất cả mọi thứ đó đều là mình gọi là transfer, mình phải chuyển qua một cái ý khác. Còn sám hối là không, không ai bắt mình hết. Tự mình phải đến trước Phật để nhìn, để thanh tịnh, rồi phải ăn năn rồi lại. Thì vậy, do vậy mà chúng ta biết rằng đây là con đường chân chánh đầu tiên để gì? Để tịnh hóa con người của mình trước khi mình dấn thân tu một pháp môn khác. Vì Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài ngồi thành Phật, các vị đó, bây giờ các vị nhìn lên ha, các vị thấy từ khi bắt đầu Đức Phật ha, từ cái hình Đức Phật sinh ra, rồi Đức Phật vượt thành, rồi cắt tóc, rồi xuất gia đó, chỗ này nè, đây cái hình này nè, đó mấy cái nàng mà cái bằng mặc áo mà cái bằng thiếu giải rồi nghe, ổng ẹo rồi đó. Hồi nhỏ mình không biết, mình tưởng trời ơi chỉ có đàn ông thôi, cho nên vì Phật là đàn ông cho nên mấy người nữ mới mặc vậy, cái thứ thiếu giải để cho Phật động tâm, người ta gọi là ma nữ. Nhưng mà thật ra không phải, bởi vì đó là một cái loại minh họa thôi. Bởi vì người đẹp thì phải là người nữ, cho nên vì vậy họ chọn, họ làm cái cảnh vậy thôi. Trên thực tế là cái mà trong lòng của mình, trong lòng của mình còn ham muốn, còn nghĩ. Cho nên khi Đức Phật ngày ngồi, ngày thiền định ở dưới cội Bồ Đề, ở dưới cái rừng mà bây giờ ở thành gọi là Bodh Gaya đó, là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề trong một cái rừng rất là vắng, không hề có một người nào cả. Nhưng người ta muốn nói rằng lúc đó nếu mình không sám hối, mình chưa thanh tịnh hết, thì tất cả những cái nhiễm tâm, những cái hình ảnh của vợ đẹp, con xinh, của cung tần mỹ nữ, nó là trở thành một cái ảo giác xuất hiện ở trong đầu của mình. Mình phải suy nghĩ tại sao mà mình tội nghiệp mình khổ vậy, tại sao ở trong cung vàng, tại sao ở chỗ điện ngọc mà mình không ở, mình phải ra đây ngồi dưới gốc cây này nó khổ vậy, nên nó nhịn đói ốm còn lòi xương, tại sao vậy? Tại sao trong khi ở đó là mình có nghĩa là chỉ cần kêu một cái là kêu bằng có em đây, có anh đây, đưa nào là đồ ăn, đồ ngon, đồ ngọt, cái là thái tử mà ấy, cái là đưa nào là cái bằng cherry, nào là đưa táo, đưa này kia, trời ơi nó mát lạnh, rồi nước uống rồi giống dưng lên, giống như mấy người Việt Nam mình về gọi là Việt Kiều King đó, Việt Kiều là hạng nhất. Cho nên vì vậy là về chỉ cần là đưa tay cái là sẵn sàng, có em cái gì cũng vậy đó, đấm bóp cái gì cũng có hết. Thì thái tử ngày xưa cũng vậy, cung mùa đông, cung mùa hè, cung mùa thu, mỗi một cái thời gian đều có những cái cung vậy để cho cái người quan, cái người vua chúa họ hưởng thụ. Nhưng mà tại sao lại mình không hưởng thụ, mình phải bỏ mình vô trong rừng mình ngồi mới được chứ. Đó, đặt vấn đề vậy.
Mình ngồi là vì Đức Phật, là vì mục đích là kiếm con đường giải thoát giác ngộ chúng sanh, chấm dứt những khổ đau vì tham ái, vì vô minh. Cho nên Phật phải dụng công như vậy. Nhưng mà khi Ngài ngồi rồi là Ngài cũng là con người, cho nên tất cả những cái hình ảnh mình gọi là những cái mình gọi là cái image của nó, tức là gì? Bóng dáng của sáu trần nó hiện lại. Thời gian mình ở trong cung, mình có vợ, có con, có nghĩa là phi tần, có tất cả những cái sự phục vụ, bây giờ nó sẽ hiện lên. Nó thử thách, nó làm coi như là mình thấy mình mệt mỏi, nó tự nhiên từ tu một chút cho nó cực dữ vậy nè. Thôi về lại ta rồi, ai bắt mình? Thấy không? Ai bắt mình mà phải bỏ nhà, bỏ cung, rồi ai bắt mình phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ vô đây ngồi. À, cho nên những cái ham muốn của mình đó, nó thúc đẩy những con ma ngủ ngầm á, nó lò mò ló ra, cho nên đó gọi là ma. Ma tức là gì? Là chướng ngại, là sự thử thách. Nhưng mà Bồ Tát vẫn ngồi yên, không bất động. Ngài vẫn ngồi yên ổn tự nhiên, từ bi gương mặt diệu hiền, hào quang nhập định, tham thiền túa ra. À, tưởng hào quang các vị thấy không? Xẹt xẹt, không phải. Minh quang của Sydney không hề có chuyện đó. Minh quang Sydney rất kỹ cái vụ xẹt xẹt. Hào quang của Phật là gì? Là tuệ giác. Hào quang của Phật là cái gì đó sáng suốt, có thể thấy tới cả tam thiên đại thiên thế giới. Chứ cái này xẹt xẹt có anh Thước thôi, mà không thấy được gì trơn. Nó điện, khi nào cúp điện nó đứt điện luôn. Tội vậy đó. Cho nên hào quang của Phật là gì? Là cả một sự quang minh. Mỗi lần Phật muốn thuyết pháp là Phật chuyển cái trí tuệ đó để nói lên vang động của tam thiên đại thiên thế giới, cái đó gọi là hào quang. Cho nên trong đó nó là lúc Ngài nhập định phóng quang, ma vương binh tướng nghinh ngang đánh đùa, tức là ma vương đó là binh tướng là nghinh ngang được, nhưng mà chúng phải chịu thua chạy trốn. Ngài vẫn ngồi yên ổn tự nhiên, từ bi thì gương mặt diệu huyền, hào quang nhập định, tham thiền túa ra. Vậy ma vương nói gì? Ma vương ấy quả là trần thế, tức là những cái ham dục, những cái cám dỗ của thế gian này, e đạo Ngài thống trị ngôn trên, tức là sợ rằng khi mà Ngài giác ngộ rồi, là người đã dám bỏ được cái thế giới này rồi, thì nó mất đi những cái thần dân của nó. Cho nên vì vậy mà nó đấu tranh, nó làm cho Ngài chuyển ý. Nhưng mà Ngài không có chuyển ý, cho nên 49 ngày Ngài thành Phật. Nó rõ ràng vậy, là triết lý triết học vậy. Cho nên do vậy mà các Phật tử thấy rằng, khi mình thấy vậy mình tưởng đâu là cái những cái sắc đẹp cám dỗ mình, nhưng mà thật ra là chính bản thân Phật cũng phải giải quyết qua con đường như vậy. Con đường rất là rõ ràng, không có ai đem cái giác ngộ tới giao cho Ngài, mà chính Ngài phải vượt qua những con đường, thấy rõ những bản chất sự thật, cuối cùng Ngài giác ngộ thành Phật. Cho nên bây giờ mình cũng vậy, nếu mình muốn tham thiền cho được yên tĩnh thì mình phải làm gì? Phải sám hối ăn năn. Rồi sám hối ăn năn là phải chừa bỏ, phải giảm bớt, phải cắt bớt. Cho nên nghĩa là cứ hồi xưa cứ mỗi lần cứ tới, nghĩa là chủ nhật cứ tới lúc mà cái bằng là vacation hoặc là gì đó, thì con về Việt Nam hay con đi kiếm, nghĩa là cái này kia, bây giờ phải cắt bớt, làm ơn cắt giùm. À, rồi hoặc là nếu mà tí có tiền nhiều thì cứ nghĩa là cái bằng shopping và cắt giùm. Tại vì những cái đó là những cái ham muốn, nó cứ dồn dập cho hoài. Cho nên bây giờ nghĩa là sám là ăn năn lỗi trước, là chừa bỏ nó làm gì sao. Cho nên vì vậy những cái ngày trước kia con mang vào để làm cho con bị phiền nhiễm đó, bây giờ con cắt bỏ bớt, nhẹ nhàng bớt. Không tin các vị có nhiều người nào nhiều đồ mà bán mua mà gọi là shopping, bây giờ về cho hết tự nhiên mình nhẹ lắm. Người nào mà thấy phòng mình sao mà nó chật chội cho hết, tự nhiên phòng trống trơn. Chắc chắn là vậy thôi. Rất là nhẹ nhàng, ngủ mở mắt thấy trời cái phòng mình bữa nay sao mà nó khỏe gì đâu. Nhưng mà về trời ơi, mở cái tủ rồi cái dép nó rớt xuống gần dập cái chân vậy. Có người tới 50 đôi dép, 50 đôi dài, nó rớt xuống là dập cái chân rồi. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ muốn hết phiền não là cái gì phải không? À, hết phiền não, cho hết, chỉ còn một đôi đủ thôi. Chỉ còn một đôi dép thì thôi, thì coi như là mình không có lo nữa trơn. Không có sợ gì nữa trơn, mà phòng mình nó không chật, nó không ô nhiễm nữa. Thí dụ một cú thị nhỏ thôi. Cho nên vì vậy nếu mình muốn thanh tịnh thì đầu tiên mình phải buông bớt, có nghĩa là ăn năn lỗi trước rồi chừa bỏ lỗi sau. Những cái gì mà con lỡ tạo gây tội ác vì người, vì mình, và vì những cái yêu thương ái luyến mà con đã tạo ra, con xin sám hối để ăn năn, con giảm từ từ. Rồi lúc đó các vị muốn tu gì cũng được hết trơn. Muốn tu sao cũng được hết trơn. Muốn hành sao cũng được. Nhưng mà làm ơn bước đầu tiên là phải làm gì? Phải sám hối. Phải biết ăn năn. Tức là phải biết quay về rồi mình mới nhận ra được mình là ai. Chứ mình không biết quay về, mình không biết sám hối, mình biết tu á, thì tất cả các việc mình làm từ bố thí cúng dường. Chứ nhiều khi mình đem tiền tốn lắm nghe. Cúng chùa hoài. Cúng chùa thầy nói nhiều khi tội, không phải nói tội. Nhiều khi cúng chùa hoài rồi cái chừng sau này bị phát hiện một chuyện gì đó, hoặc bị phiền não, hoặc bị nghĩa là thầy la, hoặc là bị nghĩa là đụng chạm với ai đó, hoặc thầy không nhìn nữa. Đi ra ngoài nó trời ơi, tốn biết bao nhiêu tiền tôi cho ông thầy, nó ăn tới ngập mặt. Trời ơi.
xấu hổ, tội nghiệp cho ông thầy. Ông ăn cái gì mà tới ngập mặt dữ vậy? Vậy đó mà biết bao nhiêu người nói vậy. Nói cái chùa đó, ông thầy đó, tôi nuôi, nghĩa là tới béo, tới đòn. Tôi cho ăn tới ngập mặt, bây giờ nghĩa là cái bằng dắt chanh bao vỏ phản bội tôi. Đá tôi ra khỏi chùa, tức không? Mà tức ai giờ? Tức mình. Tôi tức mình dữ lắm, tại vì tôi chức bản thân tôi không có tuệ giác, không có hiểu vấn đề, cho nên tôi tức. Chứ tức ai giờ? Phải không? Bởi vì mình uổng công xúc tép nuôi cò. Nuôi cho mau lớn thì cao vào cò nó dông thôi. Không có tức ai, hãy tức mình. Tức mình là tại vì sao? Là vì tự ái bản thân, là vì cái ngã của mình nó che mờ, cho nên mình không có đủ sáng suốt để mình làm việc nào mà mình tu hành cho nó chân chánh, đúng đúng chỗ. Đầu tư cho đúng chỗ. Quyết định rằng tài sản này, tất cả mọi thứ con làm con có thể cúng dường hy sinh vì sự nghiệp Phật Pháp. Vì làm những cái gọi là đạo tràng để cho mọi người đến để mà nghe Pháp học kinh. Chứ không vì cá nhân mà không vì cầu muốn gì con hết. Thì tự nhiên người mình thảnh thơi. Chứ còn mình nghĩ rằng, tôi nhớ ngày bữa nay tôi cho thầy này, thầy phải nhớ tôi nha. Bởi vì thầy sợ nhất là cái gì? Cái nhiều Phật tử cúng thầy 50 năm rồi ấy. Hồi đó con đưa thầy đó, thầy còn, thầy nó trời ơi trời. Khổ ghê đời vậy. Nhiều khi thầy nhất bước ra khỏi là thầy đưa tay sang qua người khác rồi. Làm gì mà còn nữa. Mà hỏi cái mình nghe mình hết hồn vậy. Trời. Học trò thầy bởi vậy nhiều khi nó cúng cái đồng hồ sập kỷ niệm mười mấy hai chục năm, bây giờ đời mới rồi, bây giờ làm gì còn nữa. Mà nói vậy nó là coi như là mình gì, không có gì, không có giữ lại những cái kỷ niệm, kỷ vật trời nó xưa như trái đất. Nó khổ ghê vậy. Rồi tôi nói thậm chí nhiều khi mình muốn đem tới chùa, mình cũng dùng vậy, mình cũng phải chọn lựa những gì cao quý, trân trọng của mình. Trời, nó đem vô chùa, nó nói trời, nhà con có ba bốn cái máy là nó hư hết trơn rồi. Nhưng mà thôi, để thầy đem vô thầy sửa được, vậy thầy sửa. Nó đem vô mà mình sửa, mình xài, mình thấy nhiều quá, mình rư, người ta cũng có mới, mình bỏ nó. Trời ơi, cái đồ của con nó đem tới bây giờ kiếm vô chùa không còn thấy nữa. Mình giữ rác giùm mà bây giờ rồi mình bỏ nó cũng không chịu nữa. Cho nên tội nghiệp lắm, cho nên cho, nếu mà mình làm phước mình cho chùa, các vị nhớ làm ơn là tìm cái gì cho tốt á, tốt hơn cái mình đang xài á. Nếu không tốt hơn cái mình đang xài thì mình mới quý cái người đó. Trời ơi, mình đưa cái ông thầy cao quý của mình, rốt cuộc mình đưa cái đồ mà cái mặt xe cành mà mình không còn muốn xài nữa rồi. Thật sự là vậy đó. Bây giờ mình muốn tống khứ để mình kiếm cái khác. Rồi mình quý chuộng là quý chuộng cái gì? Rồi tất cả các vật chất nó giống là vô thường, mà tại sao mình phải bắt ông thầy giữ cái thường? Ông phải giữ cái gì trong sáng, những cái gì cao thượng của ông. Ông giữ cái năng lực, ông giữ cái mà ông có thể làm lợi chúng sanh, thì cái đó mình nói là ông giữ. Còn những cái chuyện là cái bằng quá khứ không truy tìm, tương lai không có ước vọng. Vì quá khứ đã đoạn tận mà tương lai lại chưa đến. Cho nên người trí phải biết dừng lại ở đâu, bây giờ và ở đây. Cho nên như vậy là mình thấy mình có một con đường tu học rõ ràng. Cái gì không thấy là minh quang. Minh là gì? Là sáng, mà quang cũng là sáng. Hai cái sáng hết thì mới gọi là minh quang. Cho nên làm ơn sám hối. Muốn sáng thì phải sám hối. Sám hối để tự mình tẩy bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu cái gì trong mình nữa giờ. Rồi có nhiều người nói thôi bước đầu cũng không biết hiểu sám hối thôi. Được rồi, cứ việc lại exercise đi. Tự nhiên không cầu con người nó gọn gàng, nó đẹp, nhẹ nhàng. Thay vì mình phải vô tốn tiền mà đóng tiền mấy cái chỗ fitness này kia đủ thứ tiền, bây giờ cứ làm ơn lại đi, lại thử một ngày 3 lần 108 lại, rồi tự nhiên người mình bụng nó thon nó lại, nó có eo đủ thứ gì cũng được. Cái đó cũng là một phương pháp vừa tập vừa tu, tại sao mình không làm? Không, mình không làm, không, mình cứ làm rồi tự nhiên mình cảm thấy rằng lúc nào mình thấm rồi mình hiểu giá trị của nó. Và một điều thứ hai nữa là nếu bây giờ mình không làm, sau này mình làm không được. Nói sau này chứ thiệt ra có thể hôm nay mình còn lại được, chứ năm sau mình lại không nổ. Đó, cái chân mình nó là mỗi ngày nó yếu lần. Con người mình mỗi ngày nó dở lần. Cho nên nếu mà mình chỉ có những cái bệnh như là cao áp huyết hoặc là tim rồi là các vị không thể nào lại nổi đâu. Nó nghĩa là cái áp sức nó tăng rồi, các vị không muốn lại Phật cũng không lại được nữa. Có nhiều khi mình muốn làm một việc rất là quý giá mình không bao giờ làm được. Thầy có một ông đệ tử, ông lần đầu tiên chỉ ông vô, ông lại sám hối. Trời, ông mừng quá trời, ông nói trời con hồi đó giờ, từ khi biết chùa, từ khi biết đạo, tiếng khi con quy chùa này, lần đầu tiên con mới được lại một lần sám hối, con thấy nó xứng đáng vậy. Thiệt là tha thiết. Tuần sau giờ nhờ thương ung thư chết, không trở ra nữa. Chỉ được lại Phật có một lần trong đời sám hối thôi. Mà mai đó, mai ông còn được một lần vậy đó. Cho nên mình đâu thể nào biết được rằng mình ngày mai mình ra làm sao. Các vị biết là bản thân của thầy cũng vậy. Thầy cũng thiết tha chuyện lắm. Mà cái đây 2 năm, hơn năm ngoái đó, thầy dẫn Phật tử qua bệnh lên tới tại chỗ cội Bồ Đề, ngay chỗ Phật, xong chuẩn bị cho tất cả các đệ tử đem theo là cái bằng cả đoàn vậy, là 40 người hướng về cội Bồ Đề, ngay chỗ mà Đức Phật thành đạo, để lại sám hối.
tối hôm đó hả, tự nhiên cái ông giò này ông bẻ chị á, ông đau đến mức độ là vừa quỳ xuống vừa cúi xuống mà đứng dậy không được, dễ sợ vậy. Đến lũ là tưởng đâu là có chuyện rồi, là không đi nổi rồi, coi như là bữa tới bữa đó sáng thầy chỉ có thể là đọc sướng danh cho Phật tử lại mà thầy cũng không được lại nữa. Tức là mình đã đến đó rồi, mình chuẩn bị đi sai cho cả một chương trình lễ lại vậy rồi, đến đó bản thân mình tự nhiên cái ông này ông bẻ chị á, mình không có bị đâu, tự nhiên nó đau, mà nó đau tính nữa là cái bằng mình quỳ xuống một cái là nó muốn ứa nước mắt, làm sao mà lại được vậy. Mà mình đã là đi nghĩa là hết hơi qua tới Ấn Độ rồi, các vị biết là ngay trước cây Bồ Đề rồi, đệ tử mình cả đám đó rồi, vậy mà mình chỉ còn cách là sướng danh thôi. Ví dụ như là cái bằng Nam Mô Phổ Quang Phật rồi Phật tử lại, mình cúi đầu xuống chứ cái giò mình không còn hoài mà. Muốn nói điều đó các vị biết rằng có thể một mai mình sẽ không làm được những điều mà mình muốn làm, chỉ đơn giản vậy là thôi. Mình không thể tin mình được, mình không bảo đảm mình được. Mà ở đây là không phải là mình làm biến, rõ ràng là các vị thấy là thầy đâu thể nào làm biến được cái cách mà dẫn Phật tử đi mà nói Phật tử đàng hoàng vậy rồi. Với hai nữa là ở chùa mình là mỗi tháng mình mổ lại thì mắc gì mình phải đi qua tới Ấn Độ mình còn làm biến phải không? Không có lý giải được. Vậy nhưng mà sáng giờ nó bẻ chỉ làm sao vậy? Nó đổi ý, tự nhiên cái giò nó không muốn theo ý mình nữa. Rồi nó đau khang vậy đó. Rồi mấy Phật tử phải bóp, phải xoa, phải này kia rồi vậy. Mà cuối cùng đi được, đi trọn cái chuyến hành hương của Ấn Độ, nhưng mà cái bữa lại sám hối thì lại không lại được. Chắc là Phật cũng cảnh cáo chuyện gì đây, cảnh cáo chuyện gì đây, thật sự là vậy. Tại sao lại mình lại khổ vậy đó. Cho nên ý điều này thầy muốn nói các vị rằng có những lúc mình làm được mà mình không làm, sau này mình có tha thiết muốn làm cũng được. Giống như thầy nói rằng cái anh đó là anh Hải, anh nói thầy, anh nói trời ơi, mà anh nói rằng tại vì lần đầu tiên lại cho nên cái đùi nó xuống nó sổ, đứng đàng hoàng, nhưng đi ra mới ra trước nó quỵ liền. Nó bị, nó mỏi giò, nó bị nghĩa là mình không quen đó. Phải nhiều lần rồi mình mới quen. Mới đầu đệ tử mới sao đứng lên thì đứng lên, quỳ xuống đứng lên, quỳ xuống hay sao. Thầy lại trước thầy nghe giống như nó đi cài vậy. Làm dữ quá. Nhưng mà bây giờ thì êm rồi. Bây giờ đứng lên, quỳ xuống. Bởi vì cả mấy năm, 10 năm, 15 năm rồi. Cho nên những người đứng lên và xuống rất là khinh an, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mình thở quen, mình lại quen rồi. Ông này cũng vậy, ông lại được lần, ông bước ra cũng muốn xỉn. Nhưng mà ông nói rằng vui lắm, hỏi sao vậy, lần đầu trong đời con không có được lại, đổ mồ hôi và kể cả con người con nó nhẹ nhàng, tự nhiên cái niềm tin tâm mình nó cao. Tuần sau vậy bệnh viện không ra, tiễn đưa ông luôn. Tức là một người đó chỉ có phước được lại Phật trọn vẹn có một lần trong đời mà thôi, năm mươi mấy tuổi. Thì các vị cứ tưởng rằng mình ngon lành, mình nghĩ rằng mình nghĩa là sống được giống như là ông Bành Tổ trăm năm được không? Làm gì có, nhân sinh thất thập đã là cổ lai hy rồi, con người mà 70 tuổi cũng là hiếm có lắm rồi. Mình nếu mà mình không tự tỉnh, không ăn năn thì có thể đến lúc nào đó mình làm một việc rất đơn giản là lại Phật không, mình đã lại không được rồi. Cho nên vì vậy mà minh quang của Úc Châu là lấy cái tông chỉ chính là phải sám hối tam nghiệp, phải sám hối sáu căn. Rồi sau đó nghĩa là có căn bản rồi, ai muốn tu chọn pháp nào thì tự nhiên nó sẽ có kết quả từng bước. Dĩ nhiên là đại chúng đều phải sám hối hết. Rồi còn lại những cái ngày khác, nửa tháng khác, ngày chủ nhật hoặc là buổi sáng là Phật tử phải nghe giảng, phải có văn, rồi phải có tư, rồi phải có tu, phải lắng nghe, phải suy nghĩ, rồi ứng dụng, phải điều chỉnh. Cho nên chữ tu chỉ có một vấn đề chính là bây giờ ở đây là mình sửa ngay con người của mình, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, cái chuyện đó thôi. Chứ không phải là thầy nói rằng giống như là cạo đầu, không phải vậy. Không phải cạo đầu, cạo tóc đàng hoàng là cái người xuất gia, hay là cái người nghĩa là mới thấy nó rồi cái xuống cái cạo đầu nghĩ rằng mình tu. Cho nên đôi khi đó có những cái sinh hoạt của thầy nó không giống người ta. Dĩ nhiên là có nhiều người cũng không thích, nhưng mà không sao. Tại vì xin thưa với các vị là trong thế gian này không có ai mà hoàn toàn được người ta yêu thích, kể cả Đức Phật. Không có ai mà không bị người ta chửi và nói xấu, kể cả Đức Phật. Cho nên mình làm chúng sanh thì mất gì mà mình phải đòi hỏi người ta là đừng có ghét tôi. Tại vì có lúc đó mình hiện tướng đáng ghét, phải không? Mình hưởng hiện cái mặt bị đáng bị chửi, người ta chửi. Thành ra mình năm môi là Phật cúi đầu. Chỉ có mình phát nguyện một điều rằng bản thân con xin nói một điều rằng con nguyện. Người ta có thể ghét con, nhưng con nguyện con sẽ không ghét người ta. Người ta có thể thù hận con vì nguyên nhân nào đó trong quá khứ. Con lỡ con gì nghĩa là con đạp bể cái trái dưa người ta. Con lỡ con làm nghĩa là đạp trúng cái chân người ta, cho nên người ta giận con. Mà nó đi cho tới bây giờ, cho nên người ta có thể giận con, người ta có thể không ưa con. Hay là ngày xưa nghĩa là con giàu có, con mặc đồ đầy đủ, còn con chê người ta là mặc đồ nghĩa là ngắn rồi, thiếu thời giải rồi. Cho nên vì vậy mà con bị người ta ganh tị. Vì vậy cho nên bây giờ con biết cái lỗi của con. Người ta có thể
giận, có thể ghét, có thể thù con, nhưng bản thân con nguyện là trọn đời không ghét, không thù ai hết. Bởi vì nghĩa là hạnh phúc thay cho những người sống trong thế giới hận thù mà ta không có hận thù, sống trong thế giới ganh ghét mà ta không có hề ganh ghét. Đó là một trong những hạnh phúc mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Nhưng mà điều đó là điều mình làm được, mình là chủ quyền mà. Cái tâm và cái nguyện và cái quyết định là mình mà, đâu có ai được xen vô đâu. Còn khi mà mình muốn người ta đừng ghét mình là không được à. Tại vì sao vậy? Tại vì có thể quá khứ duyên nghiệp mình. Bữa hai nữa là hiện nay mình ăn, mình nói, mình làm sao đó mà không có phù hợp, hoặc là làm cho người ta khó chịu. Cho nên vì vậy nó mặc cái đồ gì dồn thấy ghét. Tại sao vậy? Tại vì tôi mặc không được, chứ không có gì trơn. Tôi ghét nó là vì tôi nó mặc được và tôi mặc không được. Vậy thôi, nó đơn giản vậy đó, dễ hiểu. Thì có nhiều người nói không phải đâu, tại vì nó đi vô chùa mà nó mặc vậy chứ làm gì con không có ghét cái chuyện đó, không phải đâu. Tôi ghét nó là vì tôi mặc không được vậy thôi, mà tôi mặc được thì tôi không ghét. Tôi mặc được rồi là tôi bình đẳng, nghe không? Đó, đơn giản vậy đó. Vì vậy khi mà mình phát nguyện lên rồi đó, mình phát nguyện rồi mình mới thấy cái lòng của mình nó an ổn là gì. Con xin lỗi thế giới này. Giống như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, Ngài thường mới khinh gặp ai cũng chắp tay. Sao? Con chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài đều sẽ thành Phật. Nó nghe là nó trời ông này khùng, nó bậy bạ, lấy đá chọi. Tại từ xa cũng đứng từ xa. Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài tương lai sẽ thành Phật. Rõ ràng là vậy mà ai có Phật tánh mà tại sao không thành? Cho nên vì vậy Bồ Tát thường mới khinh phải đứng từ xa, bị ta đánh, bị mắng, bị chửi, cái đồ ngu cũng chắp tay, không có giận. Cho nên chúng sanh có thể giận con, chúng sanh có thể thù con, chúng sanh có thể ghét con, nhưng mà con chẳng bao giờ dám ghét, dám giận và dám thù hận chúng sanh. Để gì? Để lòng con được thanh thản. Cái đó mình làm được không? Được chứ, phải không? Cái đó tự mình nguyện mà. Tự mình nguyện, tự mình làm được. Không ai không có thể tự mình quyết định được. Cái chuyện của người khác mình không quyết định được, nhưng mà chuyện của mình có thể quyết định được. Đây là cái con đường mà thầy muốn chia sẻ với các Phật tử và muốn giới thiệu một chút nào đó của Minh Quang Úc Châu. Con đường của Minh Quang Úc Châu tu tập là như vậy và hướng dẫn các Phật tử đi như vậy. Để như vậy, vì mình biết rằng nếu mình cách xa Phật quá xa rồi, mình không biết làm sao hết. 2000 năm rồi đâu phải ít đâu. Vì vậy cái điểm quan trọng là mình ráng chọn một con đường nào mà nó thật sự rằng mình tự làm, chứ không có mượn, không có đợi, không có chờ cả. Không có hứa, không có hẹn. Không có hứa, không có hẹn. Mà tự mình hành động, tự mình tu tập và tự mình tìm thấy được cái viên ngọc và cái chất liệu quý của con người của mình. Thế như vậy là mình gọi là cái bằng đạo. Nếu mà tìm mình thì đạo sẽ là đạo lợi, mình sẽ là người danh. Nhưng mà nếu mình tìm đạo thì lúc đó cái đạo đó mới là cái đạo chân, đạo chánh. Cho nên chính cũng vì đó mà từ khi thành lập cho đến ngày nay, Minh Quang chưa bao giờ gửi thơ bất cứ một địa chỉ nào. Nguyên cả một cái tổ đình Minh Quang rộng lớn như vậy, chưa bao giờ có địa chỉ gửi thơ. Không có tốn tiền gửi thơ, không có in thiệp gửi thơ, không có mời bất cứ cái gì cả. Ngày Du Lan ai nhớ cha mẹ cứ tới chùa. Mời gì nữa giờ? Ngày về dỗ tổ, ngày nhớ cha nhớ mẹ mà còn phải mời nữa thì nó uổng, mất đi cái giá trị. Cho nên làm ơn tự mình nhớ đến cha, nhớ đến mẹ cả đời của con. Không đền đáp được ơn cha mẹ, cho nên con nhớ một ngày trong năm con phải đến chùa. Thầy không có mời chuyện đó. Nếu thầy mời là thầy đã làm cho các Phật tử quên đi cái gì? Cái bổn phận chân chánh giá trị của một người con Phật. Cho nên không mời. Đỡ tốn tem, đỡ tốn công, đỡ tốn thơ. Có nhiều người nói tại vì thầy biết không? Ở bên này ai cũng bận hết trơn. Trời ơi, ai cũng bận thì thầy cũng bận vậy. Cho nên vì vậy đó, thế giới này là thế giới bình đẳng. Mình phải chọn con đường nào chính xác để mình tu. Cho nên mình bận đến mức độ mình không nhớ cha, không nhớ mẹ, không nhớ đến Phật. Thì vậy thì coi như làm sao mình có thể tu được. Bận gì cũng phải nhớ đến Phật. Cho nên nguyên tắc của Minh Quang lập cho tất cả các Phật tử, mỗi ngày gì cũng phải nhớ đến Phật. Làm thế nào để nhớ đến Phật? Ngày nào có ai nhịn ăn không? Ai cũng ăn hết. Trước khi để một cái bức ăn lên trên bàn, dù là đi đoàn hành hương trong tất cả đất nước thế giới, Lề Việt Nam, Ấn Độ, Miến Điện, chỗ nào cũng vậy đó, những đoàn của Phật tử Minh Quang phải để đồ ăn trước đây, ngồi đầy đủ hết trơn rồi, chắp tay niệm ba lần Phật, hồi hướng rồi mới được quyền ăn. Mà cho đến khi nào các Phật tử về tới nhà đói bụng khuya, vợ con ngủ hết trơn rồi,
chế một tô mì cũng ngồi niệm Phật rồi mới ăn, thì người đó mới bắt đầu thấm nhập, mới bắt đầu được gọi là thâm nhập. Có nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ đến Phật. Một ngày mình nghĩ đến Phật 3 lần, rồi khi mình ngủ mình cũng niệm Phật, rồi mình mới ngủ, giật mình dậy niệm Phật rồi mới bước ra khỏi giường. Thì như vậy lúc nào các vị cũng có một cái nghĩ về con đường đạo đức chân chánh của mình hết, là phải thực tập như vậy. Thế nên mới đầu nó chưa quen, cho nên nhiều khi thì dẫn những đoàn đi nhiều Phật tử vậy, mới vô cái trời ơi dọn đồ nó nở rồi, mì nó nở rồi, thế nó trời ơi nó nở ở đây, còn nó vô trong này nó cũng nở, trước sau rồi nó cũng nở, và nó nguội thì trước sau rồi nó cũng nguội, thì chỉ có niệm 3 câu niệm Phật mà cũng sợ nó nở. Thì trời ơi, con người của mình nó tham lam dữ thần ôn vậy. Làm từ từ đi, cho nên cứ việc ngồi, cứ việc đợi đi, thủng thẳng đi, ai cũng tới hết rồi, đồng nhau niệm Phật một cái nó thanh tịnh. Mà các vị biết ở Ấn Độ và ở các nước ở phương Tây, thầy dẫn Phật tử đi vô tới ăn Hungry Jack hay là còn Burger King cũng niệm Phật, tay nó dòm không dòm gì đó, nhưng mà khi tự nhiên nó thấy mình đây là cái hình ảnh của gì, của một cái tín ngưỡng, của một cái tín tâm của những người con Phật. Bởi vì nếu những người Thiên Chúa giáo phải làm gì? Nhân danh Cha, Con, Thánh Thần và Amen. Những người Hồi giáo phải nghĩ đến Mohammed. Tại sao mình là một Phật tử chân chánh mình lại không nghĩ tới Phật, mình niệm được danh hiệu của Phật chứ? Nếu nhiều nó trời thấy mất cỡ kỳ quá. Nói chuyện bậy, nói chuyện xấu, nói tám với là chữ thề mới mất cỡ, chứ niệm Phật mà cũng mất cỡ là mất cỡ cái gì? Phải không? Mình nói những chuyện xấu mà mình nói xong mình thấy cái miệng mình nó ghê quá thì mình mới mất cỡ, chứ mình niệm Phật là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình còn mất cỡ nữa. Làm một công việc rất là chân chánh, gọi lên một tiếng Phật là cái tiếng thanh tịnh, mà mình lại mất cỡ gì? Không. Ai làm gì làm, mình cũng phải làm công chuyện của mình trước. Nếu mà các Phật tử thực tập huấn luyện thuần tục như vậy một thời gian, cái tâm của mình nó có một cái lối đi, có một sự thay đổi. Cho nên nhiều khi thầy dẫn mấy ông nam ở bên Mỹ này đi Miến Điện vậy, nhiều khi ngồi vô chung rồi cái bắt đầu đó bắt đi ra ngoài mà có gì nó dọn lên cái thấy ngon không gấp mà ăn rồi giật mình, mất giật mình rồi giờ sao ăn rồi niệm Phật được không? Cái thấy ai cũng ngồi chắp tay niệm Phật kẹt cứng nè, vừa ngậm mà vừa yên lặng, bởi vì nó lỡ rồi, bởi vì lỡ để sẵn rồi, mỗi người gấp rồi, bây giờ lỡ gấp rồi thì biết sao rồi, thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà tập hay làm bộ ngó lơ để cho vậy, để cho nó quen lần, cho đến khi nào mình làm tự tỉnh, tức là tự làm chủ lấy mình rồi đó, thì lúc đó mình mới điều động được. Bản thân thầy cũng vậy thôi, thầy nói rằng đó là khi nào mình chế một gói mì không có ai hết trơn, một mình trong phòng mà mình vẫn ngồi có thời gian để suy nghĩ về câu niệm Phật. Chứ nếu mà đôi khi mình làm một ông thầy, có nhiều ông thầy ông bận quá, suốt ngày từ sáng tới chiều đủ, không biết ông bận cái gì. Người đời họ vợ họ con họ làm sự nghiệp, họ bận tới chùa cũng bận nữa, mà bận cho tới Phật cũng không nhớ tới. Nhiều người cả một ngày không nhớ tới câu niệm Phật thì tôi tội quá rồi. Không được, phải tự mình chọn một hướng đi, tự mình chọn một chỗ rơi, và tự mình phải quyết định rằng ăn cơm phải tụng kinh, trước khi ăn phải niệm Phật, trước khi ngủ phải niệm Phật. Cứ tập với lòng mình như vậy, dù ở trong chùa ở ngoài. Bận là một dạng của phiền não, cho nên vì vậy mình phải cố gắng giải quyết chuyện này. Mệt rồi. Nói này. Nhiều lắm, còn nhiều cái để nói cho Phật tử nghe hấp dẫn, nhưng mệt. Nói vậy chứ thầy ngồi trên này thầy khỏe, mấy Phật tử ngồi vậy nó mỏi, đau giò, ngồi lâu nó tăng kể, cho nên có nhiều người trở tới đây luôn như trở bánh phòng vậy. Cái đó thầy biết rồi, thầy là kinh nghiệm con đường tương giao này 50 năm ở chùa, cho nên cái vụ mà ngồi nó rất đau lắm. Bây giờ thầy tới phiên thầy nói. Thầy nói thầy kể cái vụ mà thầy đi qua Ấn Độ cái gì biết nó đau cái giò thầy tới bây giờ cũng vậy. Mỗi lần sám hối thầy cũng khổ vì cái ông này nè, cái ông đầu gối này nè, nói chuyện với đầu gối, tức là mình phải có thời gian nói chuyện với đầu gối, cái đầu gối mình nó phản lại cho mình, nó phản bội mình. Nó là lính của mình bây giờ nó phản bội mình. Cũng tức chứ. Cho nên mình phải nói chuyện với đầu gối. Nói ai không được, phải nói chuyện với đầu gối. Và các vị biết bây giờ đầu gối mình ngồi, ngày xưa thầy ăn cơm và ngồi thiền đó, ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ không sao trơn. Bây giờ chừng nửa tiếng nữa lên là bắt đầu nó kêu, nó khóc. Nó kêu, nó khóc, nó biểu tình. Trời ơi đất hỡi, nó làm cho mình cũng bực bội. Mình cũng chán mình nữa. Cho nên chỗ này là chỗ là phấn đấu vượt qua con người của chính mình là một vấn đề lớn. Cho nên thầy muốn nói các vị là dĩ nhiên các vị ngồi nghe thì nó đau giò, đau chân, nhưng đỡ một cái là nó không có đau cổ, nó không có hao hơi. Còn thầy thì nó sẽ đổ mồ hôi, mồ hôi dữ lắm, gió thổi gì chứ còn đổ mồ hôi. Tại vì nghĩa là phải cái gì, nó phải đề khởi để phát sức ra. Cho nên mình nói vừa thôi, đủ nghe, không có làm phiền cho hàng xóm mà mình cũng khỏe. Thường thường nói chừng tiếng 10 phút, 15 phút, nãy giờ chắc nói hơn rồi phải không? Ủa? Chưa tới giờ hả?
Tới giờ chưa? Hả? À, một tiếng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy mình nói là 7 giờ rưỡi hả? 7 giờ rưỡi đó. Ờ, vậy chưa? Vậy là mới đúng giờ thôi. Mới đúng giờ, tức là thường thường á, là bên thầy á, thầy nói tới ở đó để cho thầy ngày xưa thầy nói dài lắm, thầy nói tới 1 tiếng rưỡi đi lên cái người ta làm lại cái CD không được, thấy không? Rồi cái mấy ông kia cũng nói bây giờ CD không được biết làm sao, giờ cái thôi cũng tăng tốc cho thầy. Trời ơi, thầy hồi xưa vốn đã nói nhanh rồi, bây giờ còn tăng thêm nữa. Tôi nói thôi đừng làm ơn vậy, nghe tưởng đâu là bị mới đi qua Thái Lan đổ giống hơn, éo éo giống như là mấy ông thái giám nữa. Thiệt, ông muốn cho nó kịp cái thời gian vô trong đĩa đi, rồi ông gửi qua thầy nghe thầy hết hồn. Tôi nói ủa, này đâu phải tôi đâu có giảng cái tiệm vậy, giống là người Việt mình cái gì, người Việt á thầy gửi một cuộn băng nghĩa là hải đảo tự thân, mỗi người mình có một cái hải đảo tự thân không có dấu, qua ông dịch ra lại nè hải đảo tử thần, nó trời ơi đúng là giết người, cái này là đúng là giết người rồi. Gửi qua chính bản thân giảng sư mà không biết phải mình không nữa, tại vì tiếng này ổng tăng cái tốc, tức là từ cái độ nghĩa là nói chậm á, muốn tăng cho nó đủ lại còn có 1 tiếng, có 1 tiếng 20 phút thì nó đủ một đĩa CD, cho nên ổng tăng tốc độ nói. Thành ra mình nghe xong rồi mình nếu có phải của mình không nữa, tự nhiên sao hồi xưa tôi nhớ tôi nói ấm nói đàng hoàng rõ ràng, tôi tự nhiên biến giọng như vậy. Gọi điện thoại qua ổng nói tại vì sư phụ nói tới 1 tiếng 45 phút lận cho nên con phải tăng chứ sao giờ, cứ nói bây giờ sao không giảm lại cắt ổng này. Cắt thì con không biết cắt chỗ nào, bởi vì cái nào cũng có ý nghĩa, mà con đang cắt cái tự nhiên nó nói cái này nó ráp qua cái kia làm sao, con lại sợ là nó lộn ra bứt râu cha nọ mà cấm cầm mẹ kia. Ông nói vậy cho nên cuối cùng nó, cho nên cuối cùng con phải làm sao, cuối cùng con phải cho tăng lên đi. À, tăng lên thì nói nhanh chút mà ai để ý thì nghe cũng hiểu. Nó trời ơi, thôi làm ơn vậy thôi, từ đây tới tôi biết tôi nói tới giờ tôi thắng thôi, xài thắng hơi thôi, đúng khoảng gần 1 tiếng 15 phút là tôi thắng cái rẹt rồi, kết thúc. Hỏi vậy giờ làm sao sư phụ kết thúc, nói tôi không có tóm gì trơn á, tóm tới nó tuột luôn cho nên tôi hết hơi. Hết hơi là không nói nữa vậy thôi, thì đồng bào phải thông cảm thì gì hết hơi rồi chứ còn thắng mà thắng không ăn thì người ta buồn không. Cho nên có nhiều vị ngày xưa họ đi giảng tội nghiệp lắm, họ giảng họ đã không có ý, không có nắm được ý chính, trời họ nói mênh mông hà sứ, nói tới 2 tiếng đồng hồ cuối cùng kết luận là sao, cho nên tôi cũng không biết nói chuyện gì, trời ơi không biết nói chuyện gì, nói tới 2 tiếng đồng hồ rồi cuối cùng sao không, ổng cứ nói tóm lại ổng tóm 7 lần mà nó chưa có hết thì ổng buông ra bự quá, buông ra chủ đề bự quá, không biết chỗ nào tóm như này nó lòi chỗ kia, cho nên cuối cùng á, bởi vậy nghe cái đĩa hoặc nghe nói mình thấy mình buồn cười quá, tại vì lý do là không có chuyên nghiệp thì coi như là buông quá nhiều chỗ đi, đưa ra những cái mệnh đề, đưa vào một chủ đề nó lớn quá rồi cứ tóm tới tóm lui tóm xuôi tóm ngược, nó cũng coi là ra cái cùng kết luận nè, nói là không biết nói chuyện gì. Không biết nói chuyện gì mà nói có 2 tiếng đồng hồ, tội nghiệp đổ mồ hôi. Cho nên thầy cũng vậy, bây giờ kinh nghiệm thì cũng nói vừa thôi. Thứ nhất là để cho các vị lấy được ý chính của người nói chuyện, muốn nói mình chuyện gì. Thứ hai là người nói chuyện sẽ giúp, sẽ gửi cho mình một thao thức để mình tự thao thức và tự mình giải quyết vấn đề của mình, chứ không phải người ta giải quyết giùm mình được. Bởi vì tự mình phải đứng trên đôi chân của mình đó, rõ ràng vậy. Cho nên ai muốn thì cứ thử thực tập, cứ sám hối, cứ ăn năn. Vì vậy tự mình tu. Và cái thứ ba người nói chuyện rằng thật ra bản thân người nói chuyện họ cũng còn những cái trì trệ yếu đuối lắm, cho nên họ muốn chia sẻ để cùng mình lấy những kinh nghiệm để cùng nhau làm, chứ không phải họ là thầy đâu, họ không phải là giỏi gì đâu, họ cũng tệ như gì vợ ăn đậu vậy đó, cũng tệ cỡ đó. Cho nên vì vậy đó, mình đừng có ngại, mình đừng có nói rằng trời ơi tại vì thầy tu ấy, thầy mới làm được cho tụi con nó lôi thôi, không phải đâu, ổng cũng vợ ăn đậu thôi y vậy à. Nhưng mà vì vậy chia sẻ đó, như vậy để cùng nhau làm, cùng nhau sách tấn, cùng nhau ăn năn, cho nên thôi bây giờ mình cùng nhau mình ráng mình tu thì phải có bạn, ăn cơm có canh thì tu hành có bạn, cho nên thầy khuyến khích mình rủ nhau tu, như vậy gọi là đồng hành thiện hữu tri thức, chứ còn thầy cũng không có hay ho gì hết. Các vị biết nó rất là khó, rất là khó để mà tìm chọn được một cái con đường chân chánh, và rất khó để mà tìm được một cái người có năng lực hay là có thể chia sẻ về những cái gì sự thật cho mình. Nói vậy cho thầy cũng còn giấu nhiều cho chỗ, có mấy chỗ kín quá thôi, làm ơn đừng cho đụng tới. Đó là vậy đó, nhưng mà nói cũng nói hết sức hết lòng thì thầy nói, còn cái chuyện gì mà riêng thôi để dành chỗ khác, hoặc là ai đó mà thầy đụng tới thì thầy khai ra nữa, còn bây giờ thì thôi vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, không có tóm, tại vì mình cũng không có buông gì để tạm dừng ở đây. Dĩ nhiên là ngày mai như trên bên kia đó thầy có nói bên Ngọc Sơn đó,
thầy sẽ dành 2 buổi nữa cho mấy Phật tử nào ở Oregon muốn đến, có dành thời gian đến từ 6:30 tới 7 giờ, muốn đến muốn chia sẻ về pháp đàm, tức là các Phật tử có những cái gì thắc mắc, có những gì yêu cầu về pháp tu, hoặc những cái gì mình thấy lạ, hoặc là kể cả những con đường gì mà mình thấy mình chưa bao giờ nghe trời, như là tu rồi sức hồn nửa đêm nó nứt đầu đi ra đi vô, mà muốn hỏi có thể giải thích cho các vị trong năng lực của thầy. Và như vậy gọi là pháp đàm. Còn nếu mà các vị thấy rằng thầy không có muốn muốn nghe thầy nói, thì thầy sẽ chọn những cái đề tài nào mà các vị thích thì thầy sẽ giới thiệu cho các vị. Chẳng hạn như là mình sẽ có dịp mình nói về nghĩa là thiền và thơ ca, hay là uống trà, nghệ thuật của uống trà và thiền học, thiền sư và trà đó. Cái gì mà các vị cảm thấy rằng có thể thích hợp và làm cho mình cảm thấy nghĩa là relax, thoải mái, thì các Phật tử có thể học trong những buổi khác. Còn hôm nay thì thầy không biết rằng thầy đang muốn giới thiệu cho các vị chuyện gì. Muốn giới thiệu các vị một cái pháp tu cũng là minh quang, nhưng đó là pháp tu minh quang của Sydney. Và thầy muốn giới thiệu để cho các vị thấy rằng là có những cái phương pháp, có những cách chọn lựa cái tên gọi. Và nhiều khi mà các vị không hiểu thì các vị sẽ đặt câu hỏi tại sao gọi là minh quang mà không gọi là minh đăng quang. Tất cả ở đây là có sư ông Giác Nghiên là cái bằng là ân sư của thầy chẳng hạn. Nhưng mà sư ông thì vậy, chỗ nào sư ông cũng cứ minh đăng quang. Nhiều khi người ta cứ kêu lộn của thầy là cũng là từ minh đăng quang, thì nó sẽ làm ơn nhớ kỹ lại. Cái đó nó không có đăng. Nó mất vậy đó. Là vì thầy không có muốn, giống như nãy thầy trình bày vậy. Thì chỉ muốn chia sẻ các Phật tử điều đó để các Phật tử thấy rằng một vài cái, ngay cả một cái quan điểm đặt tên mình cũng phải có gì, phải có một cái quan điểm và có một cái chú trọng nào đó, để cho nó không có ảnh hưởng cái gì cao quý mà mình đang tôn trọng. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái cách tu hành và những cái cách hành xử, ví dụ như là không làm những việc gì, không phải là mình hay, nhưng mà vì mình muốn gìn giữ những cái truyền thống và những cái người Phật tử làm, họ thật sự hết lòng và trân quý chuyện đó. Giống như thầy nói rằng cúng dường, các Phật tử có thể cúng 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà trọn lòng của mình. Mà ngày xưa các vị nghe câu chuyện mà một bà lão ăn mày đúng không, đi xin xong rồi có 2 đồng bạc mua dầu đốt đèn cúng dường Phật. Trọn đêm vua có cả 100 thùng dầu đốt cháy, tới sáng là tắt hết, gió thổi tắt hết, chỉ có đèn của bà lão không tắt. Ngày một Kiền Liên dùng thần thông lấy y quạt ao ao không tắt. Đức Phật nói rằng ngươi không thể nào dùng cái sức thần thông hay là làm bất cứ điều gì mà dập tắt được một ngọn lửa của vị Phật trong tương lai. Ngạc nhiên nó, trời sao dễ sợ vậy. Vua mới hỏi rằng ngọn lửa là của ai? Của bà lão ăn mày. Ăn mày mà làm sao mà cúng dường công đức? Vua cúng 100 thùng, chở 100 thùng từ kho tới để đốt đèn mà lại tắt, mà ngọn đèn của bà có 2 đồng. Là vì sao vậy? Vua giàu quá mà 100 thùng dầu có nhầm nhòi với ổng. Còn cái bà này xin được có 2 đồng mà cả nhịn đói để lấy 2 đồng để cúng dầu đèn. Chính cái lòng thành kính đó mới tạo thành một sức mạnh để trở thành một vị Phật tướng tương lai đó. Cho nên nếu mà các Phật tử muốn đầu tư một chuyện gì mà trọn lòng của mình mà không vì một chuyện gì hết, chứ nói rằng nghĩa là nếu mà mình ăn hay mình làm gì đó để rồi nghĩa là còn dư chút đỉnh để lấy đó làm chùa thì nó tội nghiệp lắm. Thì khi mình ăn mình nói trời nấu gì đâu, chùa nấu dở ẹt, ngay khi mình phê phán là nó đã mất đi cái công đức của mình rồi, thấy không? Rồi mình lỡ mình ăn đau bụng nó, trời ơi từ bữa nay tôi ăn đi chùa trời Tào Tháo rượt tôi quá trời, không dám ăn đồ chùa nữa, thì là mình đã mất đi một phần đó là ý niệm rồi. Chính những chỗ đó nó sẽ làm giảm đi cái phước báo của mình. Cho nên không, cái nào mình ăn thì mình ăn, cái nào mình làm thì làm, còn cái nào cúng con hết sức con cúng, khả năng con có chuyện đó con cúng chuyện đó mà với lòng của con, thì các vị sẽ đạt được kết quả như ý. Đó là quan điểm của thầy thôi nghe. Thầy chỉ muốn xin nói rằng đó là quan điểm của minh quang của Úc Châu. Còn chỗ nào thì nói theo tiếng của miền Trung mà nói nẫu làm gì kệ nẫu. Nẫu làm gì kệ nẫu là gì? Là người ta làm sao thì kệ người ta. Bây giờ thiên hạ thì nó có nhiều phương, có nhiều đường để mà đi. Ai thấy con đường nào thích hợp với mình thì nẫu cứ làm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các vị. Mời đại chúng chắp tay. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.